Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, chúng ta được cơ hội để tiếp tục học hỏi lời của Chúa ở trong chủ đề của chúng ta, đó là trời mở ra. Praise the Lord that we still get to gather tonight and continue in our subject or our theme of open heavens. Và chúng ta sẽ cùng suy nghĩ buổi tối hôm nay bài học này, mở cửa trời qua lời cầu nguyện của chúng ta. In tonight's lesson, we're going to go over the subject of open heavens through prayer. Tôi mời anh chị em chúng ta cùng mở lời của Chúa trong Luca chương 3 từ câu 21 đến 22. And brothers and sisters, I invite you to open the word of God in the book of Luke from verse chapter 3 from verse 21 through 22. Anh chị em có kinh thánh xin mở ra và chúng ta sẽ cùng suy nghĩ mấy câu kinh thánh này để làm nền tảng cho bài học của chúng ta. If you have your Bible, you open it up so we can read this word. Khi tất cả dân chúng đều chịu báp têm, Đức Giêsu cũng chịu báp têm. Lúc Ngài đang cầu nguyện thì trời mở ra. Và Đức Thánh Linh ngự xuống trong hình thể giống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Lại có tiếng từ trời phán: "Con là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn." When all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as he was praying, heaven was opened and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven: "You are my son, whom I love. With you I am well pleased." Trong phần kinh thánh này cho chúng ta thấy được một cái hình ảnh dù nó ngắn gọn, nhưng mà cho chúng ta thấy những nguyên tắc rất là quan trọng để chúng ta có thể thấy trời mở ra trên cuộc đời của chúng ta luôn luôn. Even though this is a very short scripture that provides imagery for us, it's important to know that there's very important principles that come out of the scripture. Chúng ta biết ở đây là Đức Giêsu Ngài đến với Giăng Baptist để nhận báp têm. We know in this situation that Jesus Christ came to John the Baptist to receive baptism. Nhưng mà chúng ta thấy để ý tới đây cũng điều đặc biệt, đó là trong lúc Chúa chịu báp têm như vậy thì Đức Giêsu Ngài cầu nguyện. And the important thing to note is that when Jesus Christ was receiving baptism, he was praying. Và chúng ta thấy Luca ghi lại cho chúng ta điều mà có thể là dân chúng, những nhân chứng đã thấy và đã kể lại cho ông. Vì chúng ta biết rằng Luca đi và phỏng vấn nhiều người để lấy những cái dữ kiện này hầu cho ông có thể viết phúc âm Luca cũng như công vụ sứ đồ cho Theophilus. Whenever we discover or study about the author Luke, we know that he was very detail oriented. He went around and he interviewed numerous people to get different perspective of what was taking on in this during this time. Và chúng ta thấy ở đây là ông ghi lại cho chúng ta ở đây, đó là lúc Ngài đang cầu nguyện thì trời mở ra. And you see here very specifically the word of the Lord says that as he was praying, heaven was opened. Và Đức Thánh Linh ngự xuống trong hình thể giống như chim bồ câu đậu ở trên Ngài. In verse 22, and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. Chúng ta thấy trời mở ra, Đức Thánh Linh ngự xuống và đậu ở trên hay là giáng trên Đức Chúa Giêsu. And we see as the word tells us that the heavens were open, then the Holy Spirit descended and then came upon him. Và là thứ ba, đó là có tiếng từ trời phán: "Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mỗi đàng." And the third thing that we see is that we said that there was a voice from heaven that says, "You are my son, whom I love. With you I am well pleased." Chị em, đó là ba điều mà chúng ta sẽ suy nghĩ buổi tối hôm nay. Và điều thứ ba cho chúng ta thấy đó là phước hạnh mà Chúa Ngài dành cho chúng ta để chúng ta có thể đón nhận và giữ đời sống của chúng ta liên tục kinh nghiệm trời mở ra trên chúng ta. My brothers and sisters, those are the three points that we're going to study tonight. And specifically the third point is the blessing that we receive whenever we have open heaven in our lives. Trời mở ra, đó là điều mà Chúa Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm được ở trong sự hiện diện và quyền năng của Ngài. An open heaven, that's something that the Lord wants us to experience in His presence. Và chúng ta biết rằng đây là điều mà Chúa Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm, chứ không phải là điều mà chúng ta đang cố gắng cầu xin một Đức Chúa Trời làm khó chúng ta và không muốn ban cho chúng ta, chỉ cho những người nào mà Chúa Ngài chọn cho mà thôi. I want to be clear in this point that this is open heavens is something that the Lord wants us to have. It's not something that we as believers have to go after him and beg for him to do. Cho nên chúng ta thấy chúng ta đã được nhắc nhở là chúng ta không nài nỉ Đức Chúa Trời để chúng ta nhận được cái kinh nghiệm trời mở ra trên đầu chúng ta, trên hội thánh của chúng ta. And so it's important to note that we don't have to beg or go after God pleading for him to open up heavens over our lives or over the lives of the church. Nhưng mà chúng ta cần phải có một cái sự thông biết
để chúng ta xin và đón nhận điều này ở trong đời sống của chúng ta. But we do have to have an understanding so that we can ask for an open heaven and receive it in our lives. Chúa ơi, Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm trời mở ra trên đầu chúng ta, để rồi chúng ta đi bất cứ nơi nào thì trời cũng mở ra ở trên đời sống chúng ta đến ở chỗ đó. God wants us to have open heavens above our lives so that wherever we go, the open heaven goes with us. Và trong buổi khai mạc của Đại hội Phụ Hưng của chúng ta hôm tháng 10 vừa qua. And in the very first service, the opening service of our revival conference this past year. Bà Linh đã phán với tôi rằng các tầng trời mở rộng đang ở đây. The Holy Spirit, the Lord spoke to me and said that open heavens are here. Và chúng ta nghe ở trong sứ điệp đó thì Shakespeare, ông cũng công bố rằng cửa trời đang mở ra trên hội thánh này. And in that message, it was confirmed to us through the word that Chuck Pierce, the prophet of God, spoke, saying that there is an open heaven here over us. Tôi biết rằng đây là lời tuyên bố mang tính cách tiên tri của Chúa cho thời điểm của chúng ta. And I know that this kind of declaration is almost, it is like a prophetic word spoken for our time. Vì năm nay trong lịch của người Do Thái. Because this year in the Jewish calendar, thì chúng ta biết rằng nó mang cái hình ảnh của cái chữ là một cái cửa được mở ra. The imagery that the Jewish calendar projects for this year is an open door. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đã được Chúa Ngài gọi, đã được Chúa Ngài sắp đặt để chúng ta chuẩn bị, để chúng ta có thể bước qua cánh cửa này. And we praise God because the Lord has prepared the way for us to be able to step through that open door. Cho nên khi nghe Chúa Ngài phán rằng các tầng trời đang mở ra ở tại đây. So whenever we hear the Lord telling us that there is an open heaven here. Thì không phải chỉ cho chúng ta mà thôi, nhưng mà cho cả thân thể của Chúa trên toàn thế giới. But it's for the body of Christ around the world. Tôi tin rằng chúng ta đang sống ở dưới một cái trời đang mở rộng. And I believe that we are living in a time where there's an open heaven above us. Nơi mà có những điểm nóng, Chúa Ngài hành động một cách hiển lộ và người ta thấy rõ công việc của there's Chúa. There's almost like there's hot places where, of the open heavens where we see the work of God, the manifest presence of God and Him doing signs and wonders. Và tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ phục hưng và sự vinh quang của Ngài sẽ tiếp tục bùng phát ra trên khắp thành phố Houston này cũng như nước Mỹ và thế and giới. And I believe that revival is going to take place. It's going to explode in the city of Houston and then continue to impact the world. Vì có thể trong những ngày trước mắt của chúng ta sẽ có vô số người chết ở trong chiến tranh. Because in the upcoming days it's very possible that there will be multitudes of people who die in the upcoming wars. Và Chúa Ngài luôn luôn ở trong lịch sử là trước khi những cái trận chiến lớn và nhiều mạng người chết đó thì Chúa Ngài đổ sự phục hưng. And when we look throughout history, we will see that before a war takes place, a large war that takes place in which many people die, there is a revival that occurs right before it. Vì trong sự phục hưng đó Chúa sẽ cứu rất là nhiều người, bởi vì những người này cần phải có một cái tương lai chắc chắn tại thiên đàng, được sự sống đời đời trước khi mạng sống của họ bị mất đi ở trên thế giới. And the reason why we see these occurrences take place, the revival before a war, is because the Lord needs to save all of these souls so that there is an eternal destination for them when they leave this earth. Và chúng ta cũng biết rằng có những cái dấu hiệu của mặt trời, mặt trăng và những điều Chúa Ngài đã báo trước ở trong lời tiên tri của Ngài để đánh dấu sẽ có một sự thay đổi lớn lao. And we also see that there are signs in the sky from the sun and the moon to tell us that there's things that are going to occur, changes that are happening. Thường khi có những cái solar eclipse, có hiện tượng mà chúng ta thấy đã xảy ra hôm đầu tháng của chúng ta. And as we noticed with the solar eclipse on April 8th, thì chúng ta biết rằng trong lịch sử mỗi lần có một việc như vậy xảy ra thì thường có những trận chiến lớn xảy ra ngay sau đó. When we look throughout history and we start to detect when solar eclipses took place in this world, we saw that there were wars that took place after it. Và chúng ta cũng thấy Chúa Ngài đã lấy những cái dấu của trời và những thiên thể để báo cho chúng ta biết Chúa Ngài muốn chúng ta nhận biết cái thời điểm chúng ta đang sống là cái thời kỳ rất là đặc biệt. And the Lord uses these signs like the total eclipse, as well as thiên tượng is thiên thể. Thiên thể is it's divine. No. It's, you know. I don't know either. Anyways, the Lord provides celestial beings to show us that the times are changing, that war is coming. Để chúng ta biết rằng cái vừa rồi nhật thực đã diễn ra nó có một cái đánh dấu rất là đặc biệt. And we know with the total solar eclipse that just took place, it was a very special sign. 7 năm trước thì thế giới của chúng ta, nước Mỹ cũng đã kinh nghiệm một cái nhật thực. 7 years ago, a solar eclipse took place over the nation of the United States. Và nó bắt đầu từ tiểu bang Oregon.
And it began in Oregon. Và cái đường đi của cái nhật thực đó đi xuống đến South Carolina rồi nó ra biển. And then the line where the solar eclipse took place that would cover the United States followed all the way down to South Carolina and into the ocean. Và chúng ta biết rằng nó đã đi qua tất cả những thành phố mang tên Salem, từ Oregon, Salem, Oregon xuống cho đến tiểu bang South Carolina. And when you look at that, the total solar eclipse would pass over every city of in a state with the name of Salem. Lần này 7 năm sau thì có một hiện tượng rất đặc biệt xảy ra. And 7 years later, which was this past April 8th, thì nó bắt đầu đi đến Eagle Pass, tức là một cái thành phố phía ranh giới của Texas và Mexico. The eclipse, you could see the total eclipse beginning at Eagle Pass, which is the southern border of Texas and Mexico. Và nên đi qua thành phố Nineveh đầu tiên. Then it would go through Nineveh. Và nước Mỹ chỉ có 9 cái thành phố mang tên Nineveh, thì cái nhật thực này, cái đường đi của nó đã đi xuyên qua 7 cái thành phố này. There were only 7 cities of that name, or 9? Nine, but it's 7. So in the United States, there's only 9 cities with the name of Nineveh. But 7 of those cities, the total eclipse passed through, the pathway went through 7 of the Ninevehs. Và khi đi qua xứ Canada thì đi ngang 2 thành phố khác nữa, cũng tên là Nineveh. And in Canada, as a total solar eclipse pathway also went through 2 more cities named Nineveh. That's kind of neat. Chúng ta biết rằng thành phố Nineveh trong đời của tiên tri Jonah. And we know about Nineveh in the time of Jonah. Đã nghe một cái sứ điệp mà Chúa ngày sai Jonah đến để rao báo. And we know that Jonah was sent to Nineveh to tell a message from the Lord. Đó là trong 40 ngày Nineveh sẽ bị hủy diệt. And that is in 40 days Nineveh would be destroyed. Tôi nghĩ rằng Chúa ngày đang báo cho chúng ta một điều và kêu gọi hội thánh của Chúa trở lại ăn năn để nhận được sự tha thứ của Chúa trước những ngày khó khăn đến. And I believe that this is a sign what happened with the total eclipse on April 8th is that the Lord is telling us, church, it's time to repent. Và Chúa ngài muốn chúng ta nhận biết cái phước hạnh mà Chúa ngài dành cho chúng ta để chúng ta trỗi dậy. And the Lord wants us to know the blessing that he has in store for us so that we will rise up. Hầu cho chúng ta có thể trở nên hiệu quả cho so Chúa. That we can be effective for the kingdom. Tối thứ bảy vừa qua chúng ta nghe this past tin tức Sunday, we heard the news. Saturday. Đó là nước Iran đã bắn 110 chiếc hỏa tiễn sang nước Do Thái. That is that Iran shot 110 rockets into Israel. Hầu chúng ta biết rằng có những cái trái hỏa tiễn mang 1,500 pound chất nổ. And we know that some of those rockets had 150 pounds of explosive power. 1,500 pounds of explosive. Thì chúng ta biết rằng sức tàn phá của nó rất là lớn. So we know that the possibility of destruction was great. Nhưng mà tạ ơn Chúa thì nước Do Thái đã có một cái vòm sắt, the Iron Dome, để có thể đón chặn và đã chặn được 99% những cái hỏa tiễn này. But we praise God because Israel had an Iron Dome that was able to prevent 99 of those rockets from landing on the land of Israel. Và chúng ta biết rằng tối hôm qua thì nước Do Thái đã phải phản công, và chúng ta biết rằng điều này có thể đưa đến những trận chiến rất là lớn. And we know last night that Israel had to retaliate, and we know that this can lead to a very great war. Anh chị em, chúng ta đang sống ở trong những ngày rất là đặc biệt. My brothers and sisters, we're living during very special times. Có thể cái thời điểm của sự trở lại của Chúa đang rất rất gần. That the Lord's returning is very close. Và chúng ta biết cũng năm nay là năm mà con bò có lông đỏ đã được đúng 5 tuổi, và người ta có thể dâng con bò này để chuẩn bị cho việc xây lại đền thờ Jerusalem. And we also know that there is a calf or heifer that has red fur that is now 5 years old that can be sacrificed or offered to start the rebuild of the temple in Jerusalem. Và chúng ta biết rằng đây là thời điểm cũng rất là đặc biệt. And we know that this is a very interesting time. Vì lời tiên tri của Chúa cho chúng ta biết rằng khi những việc như vậy xảy ra, chúng biết rằng ngày của Chúa Giêsu trở lại, để tiếp rước hội thánh của Chúa đã rất gần.
Nên chúng ta đang sống ở trong những giây phút hết sức là đặc biệt. So we're living during very special times, my brothers and sisters. Và anh chị em chúng ta cũng đã học và được nhắc nhở tại hội thánh này and rất là nhiều studied, lần. We've learned, we've been reminded very often at this church. Đó là trước ngày Chúa ngày trở lại. That is before the Lord's return or second sẽ coming. Sẽ có một sự phục hưng toàn cầu. There will be a great global revival. Và sẽ có vô số người được cứu, được chuyển vào vương quốc của Chúa. Multitudes, innumerable amount of peoples that will receive salvation. Chúng ta đang ở trước thềm của cuộc phục hưng vĩ đại này. We are living at the edge, the precipice of this great revival. Chúng tôi đã giảng, chúng tôi đã kêu gọi và ao ước. We've preached, we've called, we've desired. Là nhiều con cái của Chúa sẽ nhận biết thời điểm chúng ta đang sống. Would recognize the times that we're living in. Và chúng ta đứng vào trong vị trí. And that we would stand in the place. Đón nhận những gì Chúa ngài dành cho chúng ta. Whatever God has in store for us. Để chúng ta sẽ trở nên những người thu hoạch. So that we can be a people who are harvesters. Cho cái mùa thu hoạch lớn nhất trong lịch sử của nhân loại. For the greatest harvest in all of human times. Trước ngày Chúa Giêsu ta lâm. Before Jesus Christ returns for the second coming. Tôi cầu nguyện rằng những điều này sẽ khuấy động trong tấm lòng anh chị em. I pray that this will stir your spirits up. Vậy khi Chúa ngài trở lại tiếp rước chúng ta. Because when Jesus Christ comes to receive his bride. Để tất cả những gì chúng ta tích lũy ở trên thế gian này cho đến giây phút đó. Then everything that we've done here on this earth up until that moment. Chúng ta sẽ bỏ lại phía sau. We're going to leave it here. Điều duy nhất chúng ta có thể mang với chúng ta. The only thing that we can take with us. Đó là linh hồn của những người được cứu. That is the souls of those who have been saved. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Để lúc đó chúng ta sẽ hối tiếc vì chúng ta bỏ lại những thứ chúng ta cố gắng tích lũy ở trong cuộc đời này. Don't wait and don't let that time come when Jesus Christ comes for his bride where we regret all the material things that we've left here on this earth. Nhưng mà để ngày đó là ngày vui mừng nhất trong cuộc đời của chúng ta. That we are so happy, the greatest joy of our life. Thì chúng ta sẽ nghe tiếng của Chủ của chúng ta rằng được lắm. Our Lord say, good and faithful servant. Hỡi đệ tớ nghe lành và trung tín của ta, hãy đến hưởng phước của Chúa người. Come and receive your blessing. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Đó là do tại sao chúng ta đeo đuổi và tìm kiếm sự phục hưng. And this is why we keep chasing after the Lord and his revival. Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời because đã bày tỏ trên chúng ta. Has been displayed, given to us. Và Ngài cũng muốn chúng ta san sẻ tình and yêu này cho những người chưa biết. To share that for those who don't know. Để họ được cứu. So that they can be saved. Anh chị em xin Chúa ngài để điều này ở trong tấm lòng của chúng ta và chúng ta cứ đặt nó ở trước mắt của chúng ta và suy nghĩ của chúng ta cho mỗi sinh hoạt ở trong đời sống của my chúng ta. My brothers and sisters, let this always be in front of you, right before your eyes, that no matter what you do, no matter where you go, who you fellowship with, this is a reminder that it's time to save souls. Amen, anh chị em. Amen. Nên tất cả những việc chúng ta làm ở trong so whatever you're doing here, cuộc sống của chúng ta hàng in ngày, our daily lives, nếu nó không đem lại cái việc chúng ta giúp đỡ thêm nhiều người được cứu. If it doesn't allow you or open a door for you to bring lost souls into salvation. Thì những việc đó là những việc mà chúng ta đặt ưu tiên một cách sai vị trí của nó. Is we're not prioritizing correctly. Amen, anh chị em. Amen. Bởi vì Chúa cứu chúng ta và Ngài muốn chúng ta trở nên cánh tay nối dài của Chúa để giúp đỡ nhiều người nữa được cứu. An extension of his hand, his feet so that others can be saved. Mục tiêu của sứ điệp hôm nay, của bài học hôm nay là để giúp cho chúng ta hiểu được sức mạnh của lời cầu nguyện. To help us understand the power of prayer. Nó có thể mở trời ra trên đầu chúng ta. Open up heavens above us. Và chúng ta cần hiểu ý nghĩa thật một khi trời mở ra là như thế nào. And we need to understand the implication of what an open heaven is. Và chúng ta cũng suy nghĩ đến cái việc là không thể đo lường nổi sức mạnh và tác động của những lời cầu nguyện trong đời sống của con cái của Đức Chúa Trời. We also need to understand the impact that prayer has, that it's so immeasurable in the life of a believer. Khi trời mở ra và Đức Chúa Trời ngài hứa rằng ngài sẽ nghe và đáp tất cả những lời cầu nguyện của when chúng ta. When there's an open heaven and God promises to answer every prayer. Đến chém đó là lúc mà chúng ta sẽ cầu nguyện những lời cầu nguyện lớn. That we need to pray big prayers. Lời cầu nguyện của chúng ta đem lại ảnh hưởng cho nhân loại. Bold prayers that are effective and bring results. Không phải chỉ là những lời cầu nguyện nhỏ nhỏ. It's not just the little prayers. Cảm ơn Chúa vì cho con bữa ăn này. Thank you for this food, Lord. Cảm ơn Chúa cho cái này cái kia trong đời sống. Thank you for this, thank you for that in our lives. Nhưng mà những lời cầu nguyện đem lại ảnh hưởng trên cả nhân loại. Big, impactful prayers. Trên cả quê hương, đất nước, xứ sở của chúng ta. Prayers that will impact our nation, impact our people. Amen, anh chị em. Amen. Chúng ta xem một số những lời cầu nguyện mà chúng ta thấy khi cái địa điểm, cái nơi mà những con người này được Chúa ngài mở trời ra
Thì đây là những điều mà họ đã làm. So let's look into the scriptures to the people who the Lord is who have taken advantage of their open heavens and prayed bold prayers for the Lord. Và sáng thế ký chương 19 câu 27 thì chúng ta thấy. Open with us in Genesis 19:27. Sáng hôm sau, Abraham dậy sớm và đi đến chỗ mà ông đã đứng chầu Đức Giê-hô-va. Abraham went early in the morning to the place where he had stood before the Lord. Chúng ta biết ở chỗ này là chỗ mà ông này xin Đức Chúa Trời để nếu có 50 người ở trong thành Sodom và Gomorrah thì xin Chúa đừng hủy diệt nó. The context of the scripture is Abraham was pleading on behalf of Sodom and Gomorrah. He said, Lord, if there would be but 50 people, righteous people, don't destroy the cities. Nếu chúng ta tiếp tục mà đọc cái phần kinh thánh này, chúng ta sẽ thấy rằng ông được Chúa ngài cho ông một cái phước hạnh là trời đang mở ra trên cái câu chuyện này để ông có thể mặc cả với Chúa xuống dần đến cái chỗ là ông nói rằng là Chúa, xin Chúa ngài ngài tha thứ cho vì con dám nói những điều này. Nếu chỉ có 10 người thì sao? When we continue in the scriptures, we're going to see that there's actually a discussion that Abraham has with the Lord, almost like a negotiation in this time of open heavens, where he says, Lord, 50. Then he goes down and down and down. Okay, Lord, but just 10. Và chúng ta thấy ở tại đây, đó là dường như Đức Chúa Trời đang đứng ngay trước mặt. And it's almost as if the Lord is standing right before Abraham. Bầu trời của thiên đàng đang mở ra trên Abraham. Are open above him. Abraham có thể thưa chuyện với Đức Chúa Trời và could speak directly to the Lord. Mặc cả với Chúa về số người có mặt, những người công bình có mặt để xin Chúa thương xót và tha thứ cũng như không hủy diệt thành Sodom và Gomorrah. And as I said, almost negotiate with the Lord to not destroy Sodom and Gomorrah if he could just find down all the way to 10 righteous people. Xin Chúa nghe cho để có những người ở giữa chúng ta tại đây. So may the Lord allow there to be people even in our midst. Nhận biết cái vị trí và phước hạnh mà Chúa ngài mở trời ra trên chúng ta. That the Lord has when there is an open heaven in our lives. Để chúng ta cũng sẽ có những lời cầu nguyện như vậy trước mặt Chúa. So that we can have bold prayers like that with the Lord. Sáng thế ký chương 28 câu số 12. So now we're going to look at Genesis chapter 28 verse 12. Ông nằm mơ thấy một cái cầu thang nối liền từ đất lên trời và các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên đi xuống trên các bậc thang đó. We're talking about Jacob. He had a dream in which he saw a stairway resting on the earth with its top reaching to heaven and the angels of God were ascending and descending on it. Chúng ta thấy từ đây trời mở ra và có một cái thang được bắt từ đất lên đến tận trời. There's an open heaven in this piece of scripture where there's a ladder that connects the earth to the heavens. Rồi chúng ta thấy cái vận tốc cũng như là số lượng của các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên đi xuống ở trên các bậc thang đó. We also see an imagery here of the magnitude, the number of angels going up and down this ladder. Và chúng ta thấy như là họ đem những cái lời cầu nguyện của Gia-cốp, những nhu cầu ở trên đất này và đem dâng lên cho Chúa ở tại thiên đàng. And it's as if they're bringing Jacob's prayers from the earth and bringing them up and presenting them to the Lord. Và đem sự đáp lời của Chúa, sự tiếp đỡ từ thiên đàng xuống đất này. Back down to the earth to Jacob. Chúa, ngài muốn chúng ta nhận biết rằng ngài cũng mở trời trên chúng ta và khi ngài mở trời trên chúng ta cũng có thể kinh nghiệm được mức độ của cái sự giao thông cũng như sự hiện diện của các thiên sứ của Chúa qua lời cầu nguyện cũng như sự đáp lời của Chúa. Heaven in our lives and that we can experience that level of intimacy in our prayer or responsiveness in our prayer where it's as though our prayers are being brought up on a ladder and the answers being brought down before us. Anh chị em, khi Chúa ngài nói mở trời mở ra trên đời của con trên hội thánh này thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời ngài rất muốn thực hiện điều mà ngài mong muốn thực hiện. When the Lord tells us there's an open heaven above our lives, above this church, you know that he's trying to say that there's things he wants to take place, he wants to do amongst us. Ngài mở cửa kho của thiên đàng. And that is that he opens up the storehouses of heaven. Ngài mở cửa của quyền năng và phước hạnh của Chúa. He opens up the blessing and the power. Không lẽ đây chúng ta giàu có rồi chúng ta sung sướng với những sự giàu có thịnh vượng của mình. Nhưng mà chúng ta được thịnh vượng mọi mặt trong đời sống của chúng ta. Ơn của Chúa, quyền năng của Ngài. Để chúng ta có thể kết quả trong việc mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời và đưa nhiều người đến với Chúa. Vì đối với Chúa, Ngài thương tất cả mọi người ở trên đất này. When it comes to God, he loves everybody on this earth. Ngài không muốn bất cứ một người nào chết mất. And he doesn't want any one person to die eternally. Anh chị em thấy được tấm lòng của Đức Chúa Trời. The heart of God? Cho nên sự yểm trợ của Chúa và mở trời trên đời sống của chúng ta là nhằm mục đích đó. Is for that purpose. Chứ không phải để chúng ta được giàu có thịnh vượng. So it's not just that we can be rich and prosperous.
Rồi chúng ta ngồi đó, chúng ta vui hưởng. Enjoy all of our blessings. Dĩ nhiên là Chúa Ngài sẽ ban phước trên đời sống của chúng ta. Giàu có và thịnh vượng là điều mà Chúa Ngài muốn ban cho chúng ta. Nhưng mà mục đích là để chúng ta rao giảng nước trời. Để chứng minh cho chúng ta thấy rằng, so that we could be a testament, cũng như là cho những người lân cận quan sát chúng ta thấy rằng all of those that are watching or looking, đời sống của người con Chúa, that people of God, có Chúa ban ơn, that the Lord blesses them, cái trời mở ra trên đời sống đó, are open in their lives, thì nó là phước hạnh như vậy. And it is, we are so blessed, Chúa ngài chứng minh cho chúng ta that they'll begin to notice and the Lord wants to do that in our lives. Amen, anh chị em. Đó là Chúa Ngài có quyền để ban phước trên đời sống của chúng ta một cách dư dật. And that is that the Lord has the ability to bless us abundantly. Và Ngài cũng muốn ban cho tất cả con cái của Chúa, những người sẽ đến với Chúa đều được phước như vậy. And he wants to bless all of his children and those that are going to be his children in the same way. Anh chị em, tôi muốn nhắc nhở và báo anh chị em rằng, I want to remind you tonight, bởi những gì Đức Chúa Giêsu đã thực hiện tại thập tự giá, whatever the Lord Jesus Christ has done at the cross, thì những điều này đã thuộc về chúng ta rồi. Those things we are already, they already belong to us, the benefits of the cross. Thì bây giờ không phải là lúc chúng ta nài nỉ. So now is not the time to beg God or plead with God for blessings. Nhưng biết phần gia tài của chúng ta trong Chúa là như thế nào. Our inheritance in him. Để rồi chúng ta có thể bởi chìa khóa của lời cầu nguyện và đức tin, chúng ta có thể mở cửa kho báu của Chúa, chúng ta đem, chúng ta phân phối ra cho tất cả mọi người. Anh chị em, khi cổng trời mở ra thì cũng có sự thay đổi lớn trong đời sống của những con người này. Sáng Thế Ký chương 32 câu 24 đến 28. Let's look at Genesis chapter 32 verse 24 through 28. Đang khi Jacob ở lại một mình thì có một người vật lộn với ông cho đến rạng đông. Trong lúc vật lộn, người đó thấy mình không thắng nổi nên đánh vào xương hông của Jacob, làm cho xương hông bị trật. Người đó nói: "Trời đã sáng rồi, hãy để cho ta đi." Nhưng Jacob đáp: "Tôi không cho ngài đi đâu. Nếu ngài không ban phước cho tôi." Người đó hỏi: "Ngươi tên gì?" Ông trả lời: "Tôi tên là Jacob." Người đó bảo: "Tên ngươi sẽ không còn là Jacob nữa, nhưng là Israel, vì ngươi đã tranh đấu với Đức Chúa Trời và người ta, và ngươi đều thắng cả." Genesis 32, beginning with verse 24. So Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." The man asked him, "What is your name?" "Jacob," he answered. Then the man said, "Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome." Khi Chúa ngài mở trời ra trên cuộc đời của một người, whenever the Lord opens a heaven in somebody's life, thì mọi mặt của đời sống người đó cũng sẽ thay đổi. Every facet of that person's life will change. Chúng ta biết khi Chúa ngài đổi tên Jacob thành Israel, we know that when the Lord changed Jacob's name to Israel, từ chữ Jacob có nghĩa là một người xảo trá gian lận. A deceiver. Nhưng mà trở thành Israel có nghĩa là hoàng tử của Đức Chúa Trời. Israel means the prince of God. Ngợi khen Chúa. Praise the Lord. Trời mở ra trên chúng ta. There's an open heaven above us. Hãy đón nhận và thay đổi. So receive and change. Họ cho những người khác nhìn chúng ta. Others, when they look in our lives, look at our lives. Người ta không còn thấy một chút nào của sự gian lận xảo trá trong chúng ta nữa. No longer see any bit, not even a smidgen of being a deceiver. Nhưng người ta sẽ nhìn thấy chúng ta là những hoàng tử, những công chúa của Đức Chúa Trời. As princes, as princes of the Lord. Là con trai, con gái của Đức Chúa Trời chí cao. Sons and daughters of the Most High God. Đời sống của chúng ta thể hiện ra, phản ảnh mỹ đức của Chúa của chúng ta. Show the grandeur, the royalty of God. Amen, anh chị em. Amen. Nên Chúa ngài ban phước trên chúng ta để chúng ta nhận biết điều đó. So may God bless us so that we can have this understanding. Chúa đang mở trời trên chúng ta. God is opening heavens above us. Sách Thư Ký chương 32 câu 32. Let's look at Exodus chapter 32 verse 32. Ở trong vị trí này, Môi-se đang cầu xin với Chúa một điều rất lớn. In this situation, Moses is asking God for something really big. Nhưng bây giờ xin Chúa tha tội cho họ, nếu không xin ngài xóa tên con khỏi sách ngài đã viết. He says, "But now please forgive their sin, but if not, then blot me out of the book you have written." Chúng ta biết Môi-se là một người đã kinh nghiệm nhiều phước hạnh từ nơi Chúa. We know that Moses is one who experienced many blessings of the Lord. Nhưng ông cũng là người đã mệt nhọc đối với một đám dân cứng cổ. That was becoming weary with a stubborn people. Chúa ngài cũng đã báo với Môi-se rằng, because God had also told Moses,
kể từ đây ta sẽ không đi lên với đám dân này nữa. I'm not going to go to those people any longer. Vì nếu ta đi cùng, ta sẽ giết chúng nó. Because if I go with them, I will kill them. Và ta từ con, ta sẽ dựng nên một dân tộc mới cho ta. And from you, the Lord says to Moses, I will build a new people. Nhưng mà Moses tại đây ông cầu nguyện với Chúa. And here Moses is pleading, praying with the Lord. Nhưng bây giờ xin Chúa tha tội cho họ. God, would you forgive them? Nếu không xin Ngài xóa tên con khỏi sách của Ngài đã viết. And if you don't forgive them, then take my name out of the book that you have written. Ông yêu thương dân tộc của mình đến như vậy. He loved his people that much. Vì ông đã kinh nghiệm trời mở ra trên cuộc đời của ông. Chúa Ngài đã ban phước, Chúa Ngài đã phán dạy, Ngài dẫn dắt. Và Ngài đã chỉ cho ông biết đường lối của Ngài. Ông cũng muốn tất cả mọi người dân của ông cũng kinh nghiệm được điều đó. Đến nỗi ông sẵn sàng đánh đổi cái sự sống phước hạnh mà Chúa Ngài đã định để dân tộc của ông được Chúa Ngài tha thứ. To the point that he was willing to give up every single blessing that the Lord had given him, to have his name in the book that the Lord had written, he was willing to remove it on behalf of his people. Và Chúa cũng đang dạy dỗ chúng ta hội thánh của Chúa tại đây những điều này. And here God is also teaching his church this. Và Chúa Ngài muốn chúng ta có một cái tình yêu cho những người lạc mất đến mức độ. That is that God wants us to have a love for the lost to the point of. Đó là chúng ta sẵn sàng trả giá để đem sự cứu rỗi của Chúa đến cho họ. Bring salvation to them. Amen, anh chị. Amen. Các vua thứ nhất chương 17 câu số 1. So let's look at 1 Kings chapter 17 verse 1. Trong vị trí trời mở ra này. In this open heaven. Thì lời nói của tiên tri Eli có một cái sức mạnh hết sức là lớn lao. The prophet Elijah had much power. Eli người Thi-se-be là một trong những người cư ngụ tại Ca-la-ác nói với Ahab rằng: Ta đứng trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời hàng sống của Israel mà thề rằng những năm sắp tới đây nếu không có lời của ta thì sẽ không có sương cũng chẳng có mưa. Let's look at 1 Kings chapter 17 verse 1. Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, As the Lord, the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word. Ông tiên tri điều này là chuyện rất lớn anh chị em. He prophesied this. This is very bold. Không có mưa cũng không có sương móc đổ xuống. There would not even be dew. Ôi thật là lạ lùng. Wow. Và chuyện đó chúng ta thấy rằng đã hơn 3 năm xảy ra. And we see through scriptures that it was 3 years before rain or dew fell on the land. Đây là một trong những điều Chúa Ngài muốn chúng ta học để chúng ta bước vào trong sự cầu nguyện của chúng ta. Step into it in our prayers. Đó là chúng ta sẽ cầu nguyện những lời cầu nguyện công bố chứ không phải là khóc lóc nài nỉ Chúa nữa. That we will begin praying prayers of declaration as opposed of pleading and crying with the Lord. Vì chúng ta biết Chúa Ngài đang có ý định mở trời ra trên cuộc đời của chúng ta. Because we know that God's desire is to have an open heaven in our lives. Đây không phải là lúc mà Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi. So now is not the time to be, oh God, oh God, oh God. Nhưng mà đây là cái giây phút mà chúng ta nhận biết được. But now is the time that we know. Và xin Chúa Ngài cho chúng ta biết chương trình, kế hoạch của Chúa. Give us His strategies, His plan. Để chúng ta sẽ công bố thành lời. So that we can declare it out in our prayers. Những gì Chúa Ngài muốn thực hiện. Declare whatever the Lord wants to take place. Một sư Võ Sinh chia sẻ với tôi một cái sự mặc khải từ nơi Chúa cho bà. Pastor Võ Sinh shared with me this revelation that the Lord gave her. Đó không phải là điều mới cho hội thánh của chúng ta tại đây. Nhưng mà đây là điều chúng ta đáng để chúng ta được nhắc nhở. Very important that we need to be reminded of. Đó là chúng ta không nài nỉ Đức Chúa Trời làm những việc. That is we don't plead with God to work on our behalf. Nhưng mà Chúa Ngài muốn chúng ta nhận biết. But God wants us to know. Và công bố. And declare. Để Chúa Ngài có thể vận hành trên so lời công bố của chúng ta. Khi chúng ta muốn thấy một người when được chữa lành, healed, thì chúng ta không nài xin Chúa chữa lành cho người đó. We don't beg God to heal that person. Nhưng mà chúng ta công bố sự chữa lành cho người đó trong danh Đức Chúa Jesus. In that person's body in the name of Jesus Christ. Và chúng ta có thể nói với quyền năng phục sinh ở trong chúng ta. We can speak with the resurrection power flowing through our lives. Là quyền năng đã làm Đức Chúa Jesus cái sống lại đang ở trong chúng ta. Jesus Christ to raise from the dead. Quyền năng phục sinh chữa lành những thân thể này. Power, resurrection life, I speak healing into this body. Amen, anh chị em. Amen. Ở đây chúng ta không thấy tiên tri Eli đứng ở trước mặt vua Rahab và nói rằng ô lại Chúa con cầu nguyện để xin Chúa Ngài cho để 3 năm nữa sẽ không có mưa, không có sương móc hầu cho ông vua này đó.
có người vợ gian ác này đó biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời. Here in Scripture, we don't see Elijah begging and pleading with the Lord, "Oh God, please," and standing before Ahab saying, "Oh God, please, 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 Lord, don't let there be any rain. Please, don't let there be any dew, especially for this man and his evil wife, for them to see and know that you are God." Nhưng mà không, ông đến và ông công bố. He comes and he declares. Bởi vì ông đã nghe Chúa nghe bảo ông điều này. Because he had already heard what the Lord told him to declare. Và ông đã công bố thành lời ý định của Đức Chúa Trời. So he spoke it out into words. Cảm ơn Chúa. The will of God. Praise God. Tháng tới chúng ta sẽ month, có một cái chương trình huấn luyện về trường chữa lành. A training for healing. Thì chúng ta cũng sẽ được nhắc nhở về lẽ thật này. In this ministry of healing, you're going to be reminded of this truth. Là chúng ta sẽ phá đi cái sự ngộ nhận mà nhiều con cái của Chúa khắp nơi trên thế giới bị vấp phải. We're going to break apart this type of belief or perspective that a lot of Christians have all over the world. Đó là chúng ta cầu nguyện xin Chúa chữa bệnh cho người có nhu cầu cần được chữa lành. And that is that we pray for God to heal somebody who has a need. Nhưng mà chúng ta vâng lời Chúa khi Ngài truyền lệnh cho chúng ta hãy đi và chữa lành những người đau ốm. But we're going to be taught that we must obey the word of God and declare healing for people in the name of Jesus Christ who need that healing. Chúng ta nhiều khi chúng ta thiêng liêng lắm, chúng ta đi và chúng ta chỉnh những cái người chưa biết Chúa hay là những người xung quanh của chúng ta khi người ta nói rằng ô cảm ơn Chúa vì ông mục sư đó đã chữa cho tôi được lành ở trong Chúa. Sometimes we want to be very holy and we want to go around and correct other Christians whenever they say, "Oh, praise God, that pastor healed me." Không không. Chúa mới chữa lành chứ ông mục sư đâu mới chữa. No, you don't say the pastor healed you. God healed you. Đúng. That's true. Chúng ta được lành ở trong danh Đức Chúa Giêsu. We are healed in Jesus' name. Nhưng mà Chúa không chữa lành trực tiếp. But God doesn't heal directly. Mà Ngài chữa lành xuyên what qua chúng ta. What He does is He uses us. He heals people through us. Bởi vì Ngài đã ban chúng ta thẩm quyền. Because He gives us the authority. Ban cho chúng ta quyền phép. He gives us the power. Để chúng ta có thể chữa cho người ta được lành trong danh của Ngài. We can bring healing to people in Jesus' name. Và đây là một sự khác biệt rất lớn. And this is a big difference. Anh chị em suy nghĩ về điều này. So let's think about this. Để hai tuần nữa chúng ta sẽ được huấn luyện và chúng ta sẽ nắm bắt được lẽ thật này. So that we can grab hold of this truth. Vậy có những người khi biết trời mở ra trên đầu của mình. So that when people know that there's an open heaven in their lives, dám sử dụng lời nói của mình như tiên tri Ly đã sử dụng. To use their words just as the prophet Elijah did. Ông dám bảo đảm với vua Ahab điều này. He was so bold that he was going to say to Ahab, nếu không có lời của ta nói một lần nữa, if I don't say anything, thì sẽ không có xương cũng chẳng có mưa. Ông biết chắc bằng thiên đàng yểm trợ ông trong sứ điệp. Elijah knew that all of heaven was going to support him in this bold statement. Amen, anh chị em. Amen. Hội thánh của Chúa, chúng ta cần chấm dứt tình trạng chúng ta như là thái độ của chúng ta đi năn nỉ một Đức Chúa Trời đang làm khó chúng ta. The Church of God, we have to stop with that mentality or that perspective where we come to God pleading with Him, "Oh God, please do this for me." Và chúng ta cũng cầu nguyện cho sự phục hưng giống như là hình ảnh ở trong Cựu Ước. And, or we pray for revival as if people did in the Old Testament. Nhưng mà chúng ta đang ở trong thời kỳ ân but điển và in a time of grace, tầng ước. And in the New Testament times. Tất cả những gì cần thiết Đức Chúa Giêsu đã sắm sẵn và đã chuẩn bị xong cho chúng ta. Và Thánh Linh của Chúa sự hiện diện qua Thánh Linh của Chúa cũng sẵn sàng để tuôn đổ ra xuyên qua hội thánh của Ngài. The power of God, the authority of God through the church of God. Nên bây giờ là công việc của chúng ta là nhận và phân phối ra. Our responsibility is to receive the power and the authority and to distribute it to the lost. Chúng ta đọc hết công vụ sứ đồ và tăng ước chúng ta sẽ thấy lẽ thật này. Whenever we read all of Acts, we'll see this truth. Như tôi đã từng chia sẻ với anh chị em trước đây. As I've shared with you before. Khi tôi nhận được sự mặc khải này từ nơi Chúa. Whenever I received this revelation from the Lord. Tôi chia sẻ ra với một số các mục sư. And I shared with a few other pastors. Thì họ rất là khó chịu về việc này. They were very uncomfortable. Cho đến ngày tôi gặp mục sư và truyền giáo Reinhard Bonnke. Until I met pastor and evangelist Reinhard Bonnke. Ông nói rằng đúng rồi, đây là điều của Tân Ước. This is the person of the New Testament. Sự phục hưng của Tân Ước là như vậy. In the New Testament is like this. Là hội thánh của Chúa nhận sự hiện của Chúa qua Thánh Linh của Chúa. The presence of God through the Holy Spirit. Rồi đi ra và phân phối công việc của Ngài. And distributes or does the work of God here on the earth. Để Chúa sử dụng chúng ta để làm công việc và Chúa Ngài sai phái chúng ta. To do the work which He has called us to do.
Ngày hôm nay chúng ta không cần nài nỉ Chúa. So today we no longer have to plead with God in our prayers. Điều chúng ta cần làm. But what we need to do. Đó là cất bỏ những ngăn trở. Put aside all distraction. Những tội lỗi, những thất bại trong đời sống của chúng ta. Whatever sin, whatever failure in our lives. Làm cho Đức Thánh Linh không thể tự do hành động. Anything that's keeping the Holy Spirit from working freely through us. Và sự hiện diện của Chúa không thể bày tỏ trong cách hiển lộ trong cuộc đời của chúng ta. That's preventing the Holy Spirit, the presence of God to manifest in our lives. Thì chúng ta sẽ thấy công việc lớn của Chúa ngày làm. We will see the great works of God. Amen, anh chị em. Amen. Nhỏ quá. Too soft, he said. Đây là một sự mặc khải mà tôi tin rằng Chúa bầu trời mở ra, Chúa ngày ban cho chúng ta. Open heaven, bởi vì theo sách vở thì hội thánh của Chúa cứ làm một công việc mà chúng ta thấy rằng ở trong cựu ước người ta đã làm. Because sách vở, books. Yeah, what, huh? Yeah, book. What do they book use? Knowledge. Oh, book knowledge. People operate in book knowledge from the Old Testament times. Và chúng ta thấy rằng người ta chỉ cầu nguyện lại Chúa xin phục hưng, phục hưng. Saying, God, revive us, revive us. Và xem như là sự phục hưng là nằm ở trong cái quyền lựa chọn is của một đấng độc tài. God who is the dictator. Ngài chỉ ban cho những nơi nào Ngài muốn. And he only distributes revival to the revival to the places that he wants. Nhưng mà tân ước thì cho chúng ta thấy khác hơn. In the New Testament we see that it's different. Đó là Ngài sẵn sàng để tuôn đổ ra trên những người sẵn sàng nhận. Những người khao khát. Whoever is hungering. Thì Chúa Ngài sẽ đổ ra trên God will pour it out upon them. Rồi họ đứng dậy và ra and đi. Then they can rise up and go và mở rộng công việc and của expand Chúa. The kingdom of God. Vì tất cả những gì, những điều kiện cần có, Chúa Giêsu đã làm xong cho chúng ta rồi. We need, Jesus Christ has already fulfilled the requirements, so it's ours. Chúng ta đã được tha thứ. We've been forgiven. Thân thể chúng ta bây giờ xứng đáng để Thánh Linh của Chúa có thể ngự. And worthy for the Holy Spirit to come and reside. Bây giờ chúng ta là đền thờ của Chúa. And now we are a temple, a sanctuary of God. Đền thờ nơi Chúa ngự. The place where the Lord resides. Và dĩ nhiên Ngài không thể ngự ở một cái nơi dơ bẩn đầy tội lỗi. And of course, the Lord cannot reside in a place that's filthy or sinful. Nhưng mà khi chúng ta được rửa sạch trong huyết của Chúa Giêsu, thì Thánh Linh của Chúa tự do hành động và bày tỏ sự hiện diện của Ngài một cách lớn lao. Chúng ta đi nhanh một số điều để giúp đỡ chúng ta tác động của cầu nguyện là gì? Cầu nguyện là cửa mở thiên đàng. Luca chương 3 câu 21. Luke chapter 3 verse 21. Khi tất cả dân chúng đều chịu báp têm. When all the people were baptized. Đức Chúa Giêsu cũng chịu báp têm và lúc Ngài đang cầu nguyện thì trời mở ra. Also was baptized. Trong lúc Chúa Giêsu cầu nguyện. And while he prayed. Trời mở ra. The heaven was opened. Anh chị em, trong lúc chúng ta cầu nguyện. When we pray, my brothers and sisters. Trời mở ra trên chúng ta. Amen. Matthew chương 3 câu 16. Khi được báp têm xong. When he had been baptized. Vừa lúc Đức Chúa Giêsu lên khỏi nước. Jesus came up immediately from the thì water. Thì kìa, các tầng trời mở ra. The heavens were open to him. Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Descending like a dove. Ngợi khen Chúa. And coming upon him. Praise anh chị em, khi chúng ta cầu nguyện. Whenever we pray. Các tầng trời sẽ mở ra. The heavens will open up above us. Và chúng ta sẽ thấy Thánh Linh của Chúa ngự xuống. And we're going to see the Holy Spirit come upon us. Thể hiện công việc của Ngài. And to do his work. Mặc lấy quyền phép. To clothe us in power. Sức dầu trên chúng ta. Anoint us. Để chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh. So that we can be filled with the Spirit. Đầy dẫy quyền năng. Filled with power. Và chúng ta kết quả cho Chúa. And we can be effective for the Lord. Anh chị em, trời luôn mở rộng trên đầu của những con người cầu nguyện. The heavens are always open up over people who pray. Thay vì chúng ta này xin Chúa, Chúa ơi, Chúa ơi, mở trời ra trên cuộc đời của con. Open up the heavens above me. Cầu nguyện đi anh chị em. Why don't you pray first? Rồi chúng ta thấy Chúa Ngài sẽ mở trời trên cuộc đời của chúng ta. Open up the heavens above you. Amen. Amen. Anh chị em có thấy sự khác biệt không? Do you see the difference? Ông đang là chúng ta nài nỉ Đức Chúa Trời. One side is that you're begging God, you're pleading with Him to open the heavens. Giống như Chúa đang làm khó chúng ta. As if He's trying to make it difficult for you. Không, Chúa Ngài đang chờ đợi. But no, God is waiting for us. Những người lấy đức tin đón nhận. People who in faith are ready to receive. Khi chúng ta xin theo ý của Chúa. Ask the desire or the will of God. Thì Chúa Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng ta. God is going to hear our prayer. Và khi chúng ta biết lời cầu nguyện chúng ta được Chúa nghe. We know that our prayers are heard. Thì chúng ta cũng biết rằng mình đã nhận được điều mình cầu xin. We know that we received what we've asked for. Amen, anh chị em. Amen. Cho nên hãy trở nên những con người cầu nguyện. So become people of prayer. Chứ không phải là những con người đi năn nỉ Chúa. Instead of people who go are become like beggars before the Lord. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Thánh Linh xin giúp đỡ cho chúng con trong Holy Spirit, help us now. Một lẽ thật khác mà chúng ta có thể thấy ở tại đây. Another truth that we can see. Đó là trong lúc
trời có thể mở ra trên một người thì không mở ra cho những người đang ở gần đó. Is that when heavens are opened up for one person, it may not, open heavens may not be upon the person next to them. Chúng ta để ý đến đây tức là trời mở ra trên Đức Chúa Giêsu. We see here in scripture that the heavens were opened up above Jesus. Theo lời Kinh Thánh thì dân của thành Jerusalem và xứ Giu-đê đang kéo ra một cách rất là đông đảo để được dân Baptist làm báp tem cho họ. So we see here in scriptures when you look back you're going to see that all the people of Jerusalem and Judea were there to see Jesus get baptized. Nhưng mà thiên đàng không có mở ra, trời không có mở ra trên tất cả mọi người. The heavens weren't opened up over everyone. Chỉ mở ra trên Chúa Giêsu. In scripture it says the heavens were opened to him, Jesus Christ. Khi Đức Chúa Giêsu cầu nguyện thì trời mở ra. When Jesus Christ prayed, the heavens were opened to him. Tôi tin rằng cái mức độ sinh hoạt của tâm linh chúng ta nó có tác động theo tỷ lệ mức độ cầu nguyện mà chúng ta đầu tư vào. I believe that spiritual activity is only impactful to the extent of prayer, the investment of prayer into it. Amen, anh chị em. Amen. Ý nghĩa của trời mở ra. So what does it mean to have an open in heaven? Trời mở ra sẽ mừng mưa từ trời đến. When you have an open heaven, it ushers in rain from heaven. Và những vực nước ở trên trời sẽ đổ xuống. And the flood, the water of heaven floods the earth. Sáng thế ký cho chúng ta hình ảnh này khi trời mở ra và các vực mở ra. Genesis gives us this imagery of what it means to have the heavens open up. Sáng thế ký chương 7 câu 11 12. Genesis chapter 7 verse 11 and 12. Đúng vào ngày 17 tháng 2 năm thứ 600 đời Noe, các nguồn của vực lớn nổ tung, các cửa đập trên trời mở toang, mưa trút xuống đất suốt 40 ngày và 40 đêm. In the 600th year of Noah's life, on the 17th day of the second month, on that day, all the springs of the great deep burst forth, and the floodgates of the heavens were opened, and rain fell on the earth 40 days and 40 nights. Và dĩ nhiên là trận đổ nước này là để đổ ra một cái cơn đại hồng thủy. And of course, these rains were poured out. This water was poured out for the great flood. Nhưng mà tôi muốn nói với anh chị em tại đây, cái mức độ mà thiên đàng có thể mang phước hạnh đến trên đời sống của chúng ta. The level by which heaven can pour out blessings to us. Khi Chúa nghe nói rằng trời đang mở ra trên cuộc đời của con. There is an open heaven in your life. Chúng ta có thể thấy như là những cái vực lớn nước nổ tung. Các cửa đập ở trên trời mở toang ra trên cuộc đời của chúng ta. As if the great deepness of heaven was bursting forth in your life and the floodgates of heaven were open to the point that rain would flood you. Chắc chắn trong cuộc đời chúng ta, surely in your life, chúng ta thấy những con người mà trời mở ra trên cuộc đời của họ. We can see people who in their lives we know that there is an open heaven. Chúng ta nói rằng sao cái người đó được phước của Chúa lớn như vậy? Wow, how can they be so blessed? Như là họ đang đi ở trên trong cơn mưa của Chúa. It's almost as if they're walking in the spiritual rain, the blessing of rain in the Lord. Chúng ta không thấy sự khô hạn trong cuộc đời của họ. We don't see a dryness in them. Nhưng mà chúng ta thấy là họ cứ ướt sũng ở trong mưa của Chúa. That they're always refreshed in the rain of God. Em cảm ơn Chúa, chúng ta có bài hát là xin các vực, các cổng của thiên đàng sẽ mở mưa của Chúa. We praise God for the worship song that we have abundant rain. Abundant rain is coming. Và anh chị em, đó cũng là điều mà chúng ta tin rằng Chúa Ngài rất muốn làm cho chúng ta. And this is something, my brothers and sisters, that we believe that God very much wants to do for us. Hầu cho chúng ta sẽ là những người đi trong mưa. So that we can be a people who walk in the rain, R-A-I-N, of God. Chúng ta cũng là những người dẫn thủy nhập điền. That bring irrigate the field. That we would bring people that carry the rain of God to irrigate the fields. Và chúng ta cũng là những người phục hưng di động đi so bất cứ nơi nào chúng ta đem sự phục hưng like đến. Like revival mobilizers that wherever we go, we revival happens. Trong một mức độ tôi thấy điều này. I've seen this to a certain level. Và tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện xin Chúa làm lớn hơn nữa. God, will you do even greater? Là những nơi mà Chúa Ngài sai phái tôi đến. That wherever Lord God you send me to go. Thì sự phục hưng bùng ra những chỗ đó. That revival takes place. Con cái của Chúa nhận biết đời sống của họ trong Chúa là như thế nào. How their life should be in Christ. Tôi ước ao trong cuộc đời của mình. And so I desire in my life. Đó là một khi tôi thăm viếng một hội thánh nào hay là một vùng nào. Whenever I visit any church or any region. Khi tôi ra về thì người ta không nói. That they don't say. Ông mục sư là người đầy ơn Chúa. That they don't say, oh, the pastor is so anointed. Mục sư có đầy thẩm quyền của Chúa. Oh, the pastor has all the authority of God. Nhưng mà tôi muốn tất cả mọi người đều sẽ nói. Is khi mục sư rời khỏi chỗ này. That when the pastor, when you leave here,
Tất cả chúng tôi đều biết rằng chúng tôi là những người quyền năng ở trong Chúa. We now recognize that we have authority and power in Christ. Và chúng tôi là những người đầy ơn của Chúa. And that we are people anointed by the Lord. Amen, anh chị em. Amen. Thì mục đích của chúng ta là những gì chúng ta nhận, chúng ta san sẻ ra cho người khác. Chúng ta không muốn người ta trầm trồ về phước của Chúa ở trên đời sống của chúng ta mà thôi. Nhưng mà chúng ta muốn tất cả mọi người đều nhận biết được những gì mà chúng ta kinh nghiệm. That whatever we have from the Lord in our lives, anh em của chúng ta cũng có thể kinh nghiệm. They can have it as well, amen. Để chúng ta báo tin vui cho anh chị em của chúng ta. We tell them that good news. Chúng ta là những là cuộc phục hưng di động. That we are revival mobilizers. Chúng ta đi đến đâu thì sự phục hưng đến đó. Then revival takes place. Thứ hai, trời mở ra mang lại một cái mức độ giao thông hoạt động của thiên sứ và thiên binh. Opens heavens gives us is that it ushers in angelic and celestial traffic. Chúng ta trở lại với Sáng Thế Ký 28 câu 12. Genesis chapter 28 verse 12. Ông nằm mơ thấy một cái cầu thang nối liền từ đất lên trời và các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên đi xuống trên các bậc thang đó. He had a dream. Jacob had a dream in which he saw a stairway resting on the earth with its top reaching to heaven and the angels of God were ascending and descending on it. Trong những ngày gần đây khi tôi thờ phượng, tôi luôn nhìn lên trần nhà. As we worship, I always look up into the rafters. Một mắt thì tôi nhìn ban hướng dẫn người khen, một mắt tôi đang tìm xem dấu hiệu của sự hiện diện của thiên đàng. Bởi vì lời của Chúa cho chúng ta thấy khi trời mở ra, sẽ có một chiếc thang được bắt từ đất lên trời. Và lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ thấy thiên sứ sẽ rất là bận rộn, đi lên đi xuống, up and down, up and down, nhận những lời cầu nguyện của chúng ta, đem lên Đức Chúa Trời, nhận sự đáp lời của Chúa đổ xuống. Amen, anh chị em. Và chúng ta tin rằng Chúa Ngài đã sai các thiên sứ của Ngài đến đây. And we believe that God has sent his angels here. Những người đã kinh nghiệm sự hiện diện và đã thấy thiên sứ của Chúa báo cho chúng ta rất là nhiều cái tin rất là vui. People who have the experience of seeing or the gift of seeing angels, they tell us such great news. Những con người mà Chúa Ngài đã sai phái đến với chúng ta trong những ngày gần đây. And we know that the people who the Lord has sent to us most recently, họ đều xác nhận với chúng ta. They all affirm to us this. Khi hội thánh của Chúa hát bài âm thanh từ thiên đàng. That whenever the church of God sings the song sound of heaven, thì nhà thờ đầy các thiên sứ. Then angels come. Thì chúng ta thấy rằng đa số là họ sắp mặt xuống đất đồng lúc bài hát đó được hát. And they all lay down prostrate on before the Lord as we sing that song. Và dù họ chưa biết đó là bài mà Chúa Ngài đã ban cho chúng ta trong cuộc phục hưng này. Although those guest speakers, the people of the Lord, the servants of the Lord that God sends us, don't know that that is the song the Lord has given us during this time of revival. Nhưng mà lập tức họ liền nhận biết ở trong tâm linh. They know in their spirit. Đây là bài that this is a song, không phải của một nhạc sĩ khác viết. Not written by another composer. Nhưng mà Chúa Ngài ban cho hội thánh của Chúa tại đây. A song that the Lord gave his church. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Mức độ của phước hạnh của sự hiện diện của thiên sứ của Chúa đang gia tăng. The level of the blessings of the presence of angels is increasing with us. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lẽ thật. Tôi rất là được phước khi mục sư Nôm và mục sư Don có mặt với chúng ta. Don were here with us. Vì chúng tôi có cơ hội để tiếp đón hai đệ tử của Chúa. Because we were able to receive them in our home and host them. Mục sư Nôm xác nhận với chúng tôi. Pastor Norm told us. Rằng mục sư là người cầu nguyện và Chúa Ngài đã mở trời trên đời sống cũng như gia đình này. You are a man of prayer and the Lord has opened heavens above your family, above his home. Ông rằng ông đang ở trong phòng ngủ. He said he explained to me that he was in the bedroom where he was staying. Và ông cầu nguyện. And he was praying. Thì Chúa Ngài đã sai thiên sứ của and Chúa đến. And the Lord sent an angel to come. Là vị thiên sứ mà ông đã từng gặp mặt. And an angel by which he saw by his face. Hứa rằng Chúa Ngài sẽ đổ quyền năng lớn lao của Ngài. That God would pour out great power. Bởi vì Chúa Ngài đã có ý định. Because God's desire. Đem thiên đàng đến đất này. To bring heaven is God's desire is to bring heaven to earth. Xuyên qua đời sống chức vụ của chúng tôi cũng như hội thánh của Chúa. Our ministry as well as through the church of God. Và khi ông
ra đến phòng chơi của các cháu của chúng tôi. And whenever he went to the playroom of his of our grandchildren, thì ông cũng thấy một vị thiên sứ khác có mặt tại đó. He saw another angel. Ông rằng, cái chỗ này phải là chỗ mà các đứa trẻ, con cháu của mục sư đang sinh hoạt, phải không? And he said, is this the place where your grandchildren play? Chúa mở cửa thiên đàng ở tại đây với các cháu. God opens the heavens with the children. Cảm ơn Chúa. Chúng ta biết mục sư và tiên tri Jacob Biswell cũng đã công bố với chúng ta. We know that Pastor Jacob Biswell said this, declared this. Chúa ngài sai một thiên sứ của Chúa rất to lớn đứng ở trên tục giả này. That God sent an angel, a grand angel, to stand here by the pulpit. Và chính thiên sứ này sẽ bảo vệ cuộc phục hưng này. And that this angel would protect the revival. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lời Chúa hứa với chúng ta. Because the promise of God, the word of God. Và thiên sứ của Chúa đang bận rộn có mặt ở đây. And that is that the angels of God are busy. Điều đó cũng sẽ xảy ra trên đời sống anh chị em. And this is going to happen in your life as well. Tôi công bố rằng Chúa sẽ cho anh chị em cũng sẽ kinh nghiệm. Is going to allow you to experience. Chúa sai các thiên sứ của Chúa đi cùng. Angels to go with you. Chẳng những gìn giữ bảo vệ. Not only to protect you. Mà sẽ thêm sức cho anh chị em. But also strengthen you. Cũng như giúp đỡ cho anh chị em. To help you. Bảo vệ anh chị em. To protect you. Bởi vì Chúa ngài sai các thiên sứ là các thần hầu việc của Chúa. Because the angels of the Lord are the servants of God. Được sai đến thế gian này để giúp đỡ những người nhận sự cứu rỗi ở trong Chúa. Đã đến lúc chúng ta nhận biết sự hiện diện của họ. We have to understand it's time for us to acknowledge the angels' presence in our lives. Và một trong những điều chúng ta cũng cần biết để chúng ta mời và chúng ta hoan nghênh. And one of the things that we need to understand or gain knowledge of so that we can welcome in our lives. Đó là chúng ta cần sự giúp đỡ của các thiên sứ. Is that we need the help of angels. Vì có những thiên sứ là thiên sứ của thu hoạch. There are certain angels that are harvesting angels. Họ sẽ thổi còi và they're going to blow điều động những người được cứu về nhà Chúa. Who are saved into the house of the Lord. Và chúng ta cần sự giúp đỡ đó. And we need their help. Nhưng mà họ không tự nhiên đến. But they don't automatically come, these angels. Mà chúng ta cần xin Chúa. We have to ask the Lord. Mà nhận biết rằng Chúa có một lực lượng như vậy sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. That God has this army of angels ready to help us. Amen, anh chị. Amen. Giăng chương 1 câu 51. Let's look at John chapter 1 verse 51. Đây là lời Chúa Giêsu phán. And this is the word of Jesus. Rồi ngài phán: thật ta bảo thật với các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. And he said to him, most assuredly I say to you, hereafter you shall see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Điều này cho chúng ta thấy nơi nào có người có trời mở ra trên đầu của họ. This shows us that whoever has heaven open up above them, that the angels of Lord are descending and ascending above with them. Anh chị em, chúng ta có quyền để mong đợi điều này xảy ra. My brothers and sisters, we have the right to wait for this to happen in our lives. Họ không tự động làm. The angels don't automatically come and work. Nhưng mà Chúa sai phái họ đến. But the Lord sends them để đáp ứng lại với những con người. To respond to people. Thực hiện những việc Chúa ngài đẹp lòng. That are doing the work of God that pleases His heart. Và chúng ta có cơ hội chúng ta sẽ học về hoạt động của các thiên sứ. And when we have an opportunity, we're going to learn together, study the activity of angels. Như chúng ta thấy ở trong việc báo tin cũng như là ngài Chúa Giêsu ngài sinh ra, ngài giáng sinh làm người. As we see in scripture, the work of announcing the birth of Jesus Christ. Và chúng ta thấy thiên sứ của Chúa có mặt ở trong chức vụ Chúa Giêsu. Throughout the ministry of Jesus Christ. Ngay cái lúc Chúa ngài chịu ma quỷ cám dỗ trong đồng vắng. Even as Jesus Christ was experiencing temptation in the desert. Và thấy sự hiện diện của thiên sứ. We see the angels were there. Rồi công vụ sứ đồ chúng ta thấy sự có mặt của thiên sứ. We see more angels. Và chúng ta thấy thiên sứ đã mở cửa tù cho Peter bước ra. We see that the angels open up the prison doors for Peter. Chúa ngài có mức độ của hoạt động của thiên sứ của Chúa để yểm trợ hội thánh của God mình. Has the activity of angels to come and support His people, His church. Và những ai có trời mở ra trên cuộc đời của mình, an open heaven above them, hội thánh mà kinh nghiệm trời mở ra trên hội thánh đó, an open heaven, thì chúng ta sẽ thấy hoạt động của thiên sứ một cách rất là cao. Moving. Cảm ơn Chúa. Điều thứ ba, chúng ta thấy trời mở ra cho những nguồn cung cấp siêu nhiên. And praise the Lord. And the third thing that we see with open heavens is that it ushers in supernatural supply. Thi thiên 78 mô tả cho chúng ta khi trời mở ra trên dân sự của Chúa. Psalm 78 displays to us what happens when there's an open heaven above God's people.
Tuy nhiên Ngài truyền cho các tầng trời trên cao và mở các cửa ở trên trời, ban mưa mana xuống cho họ ăn và ban cho họ lương thực từ trời. Psalm 78, beginning with verse 23. Yet he gave a command to the skies above and opened the doors of the heavens. He rained down manna for the people to eat and he gave them the grain of heaven. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài mở cửa thiên đàng cho dân sự của Chúa. We praise God because he opened up the heavens for his people. Mưa mana xuống cho họ ăn. He rained down manna for them to eat. Và khi họ thèm ăn thịt, Chúa Ngài cũng đã mở cửa thiên đàng. Whenever they were craving meat, he opened up heavens again. Ngài sai những luồng gió. And he brought a wind. Gió đông và gió nam để thổi. The north wind, the south wind. Và chúng ta thấy east and south. Oh, my bad. East and south. Và chúng ta thấy sự tiếp trợ của Chúa đã đến. See the provision of the Lord come, họ đã kinh nghiệm được thức ăn một cách siêu nhiên. A supernatural food from the Lord. Và bản hiệu đính thì cho chúng ta thấy ở trong Thi Thiên 78 câu 25 như thế này. And as we look in Psalm 78 verse 25, the word of the Lord says, người phàm được ăn bánh của thiên sứ, Ngài cung cấp cho họ thức ăn dồi dào. Human beings ate the bread of angels. Wow. And he sent them all the food they could eat. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Khi trời mở ra trên dân sự của Chúa, above the people of God, Chúa Ngài sẽ đổ sự tiếp trợ siêu nhiên. That he provided supernatural supply for them. Tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ làm điều đó. I believe God's going to do this. Và Ngài sẽ thêm sức cho chúng ta. And he's going to strengthen us. Khi chúng ta dự tiệc thánh trong những ngày sắp đến, Chúa Ngài sẽ tuôn đổ phước hạnh của Ngài để bánh mà chúng ta ăn trong lễ tiệc thánh được Chúa Ngài ban từ trời, để chúng ta là người phàm có thể ăn được bánh của, cùng ăn bánh với thiên sứ. Em cho biết rằng cái bữa lễ vừa qua, Chúa Ngài đã chữa lành cho cả một dân tộc xuyên qua bữa ăn đó. That during the Passover, that the Lord healed an entire people through that meal. Sau đó không có ai chết vì bệnh. There, nobody died from sickness. Praise the Lord. Anh chị em có bao giờ nghiên cứu về lĩnh vực đó không? Have you ever studied this before, researched it before? Chúa chữa lành cho cả một dân tộc qua một bữa ăn. That God healed an entire people through one meal. Nếu ở trong Giao Ước cũ, that if in the Old Testament, bánh không men và thịt của chiên con, unleavened bread and the thịt của chiên con, the lamb, meat of the lamb, mà có thể chữa lành cho một dân tộc, can heal a people, an entire nation. Thì thân và huyết của Đức Giê-xu, the body and the blood of Jesus Christ in the có New sức Testament để chữa lành chúng ta has the là power to heal us. Amen. Amen, anh chị em. Amen. Khi chúng ta hiểu, chúng ta sẽ nhận cho chính mình. So we understand that, we can receive that blessing for us. Hai năm qua, chúng tôi nhấn mạnh điều này rất nhiều. In the past two years, we've emphasized this. Chúng ta cần có đức tin để đón nhận. We need to have faith to receive it. Khi chúng ta dự tiệc thánh, then whenever we partake of the Lord's Supper, chúng ta có thể nhận bánh từ Chúa ban phước. That we can receive the bread by the blessing of God. Chúng ta có thể uống chén từ sự ban phước của Chúa. Drink the cup by the blessing of God. Để chúng ta có thể đón nhận tất cả những phúc lợi every benefit mà thân của Chúa đã ban nát để thực hiện cho chúng ta. Of Jesus Christ paid the price for. Vì như những lần đòn của Ngài, chúng ta đã được lành bệnh ở trong Chúa. We are already healed. Nó sẽ xảy ra khi chúng ta tin và đón nhận cho chính mình. And it's going to happen once we accept it and receive it by faith. Cảm ơn Chúa vì trời mở ra for an open heaven, thì sẽ có sự tiếp trợ siêu nhiên từ nơi Chúa. We're going to see supernatural resources given to us to supply for our needs. Phục truyền 28 câu 12 cho chúng ta thấy điều này. Let's look at Deuteronomy chapter 28 verse 12. Đức Giê-hô-va mở kho báu từ trời của Ngài cho anh em, ban mưa đúng mùa trên đất đai anh em, ban phước cho mọi công việc của tay anh em. Anh em sẽ cho nhiều dân tộc đây, nhưng anh em sẽ không vay mượn ai cả. The Lord will open to you his good treasure, the heavens, to give the rain to your land in its season. And to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. Môi-se đã dẫn dắt dân sự của Chúa dưới trời mở ra trên cuộc đời của ông. Moses guided the people of God under an open heaven. Và khi ông biết rằng Chúa Ngài sẽ cất ông đi, and whenever he knew that the Lord was going to take him, thì những bài giảng cuối này ông dẫn dắt dân sự của Chúa, he would teach the Lord's people, chỉ cho họ cái cách để họ có thể kinh nghiệm trời mở ra. How they can experience an open heaven in their lives. Đó là họ vâng giữ điều răn của and Chúa, that is to keep the Lord's commandments, và bước đi trong sự kính sợ Ngài. In the reverence of the Lord, thì Chúa Ngài sẽ vì họ mà mở các cửa trời ra. And because of them, the Lord would open up the heavens. Amen, anh chị em. Amen. Và Malachi chương 3 cũng cho chúng ta thấy Malachi 3, chapter 3.
khi chúng ta đem phần 10 vào trong kho của Chúa, bring in our 10% into the storehouses of God, thì Chúa Ngài sẽ mở cửa trời. God is going to open up the heavens. Thật ra chỗ này thì Chúa Ngài giới hạn, Ngài không mở cửa trời mà Ngài mở cửa sổ thôi. So here the Lord actually limits. He says he's not going to open. Well, let me read it. He's not going to open the storehouse. He's going to open the windows. I didn't want to tell y'all the wrong thing. Anh xem Chúa Ngài chỉ nói ở đây là Ngài xem ta có mở các cửa sổ ở trên trời cho các con để đổ phước xuống cho các con đến nỗi không có chỗ chứa chăng? The Lord says, bring all the tithes into the storehouse that there would be food in my house, and try me now in this, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Tôi tin rằng thiên đàng là đầy những sự giàu có và phong phú. I believe that heaven is full of riches, amen? Chúa chỉ mở cửa sổ and thôi. God just has to open a window. Và nếu Chúa Ngài mở cửa chính, thì chắc chúng ta chịu không nổi. Because if he were to open the front door, there would no way that we'd be able to hold it all. Chúa mở cửa sổ mà đã phước hạnh đến như vậy. And his blessings are still so great and abundant. Đến nỗi không chỗ chứa. To the point that there's not enough place to keep it. Cho nên hãy làm theo lời của Chúa dạy. So do as the word of the Lord teaches. Cầu nguyện và đón nhận. It is to pray and to receive. Các cửa sổ ở trên trời mở ra trên cuộc đời của chúng ta. Of heaven would pour out. Đổ phước xuống cho chúng ta đến nỗi không chỗ chứa. So there will not be enough room to contain it. Đừng nghe những người vô tín. Don't vô tín, innocent. Unbelief. Oh, doubt. Don't listen to the doubters. Vì có những người giảng dạy từ các bục giảng của nhà thờ của họ. Because there are people that preach from their pulpits. Mấy cái ông mà giảng vì giàu có đấy, mấy ông đó là tà giáo. That they begin to say that, oh, those preachers, you know, the ones that teach all about prosperity, they're cultish. Right? Does that say that? Yeah. Okay. That's correct. Nhưng. But. Lời của Chúa tại đây. The word of the Lord tells us. Cho chúng ta tại đây mới là chính giáo. That this is the doctrine of the Lord, the word of the Lord, the commandment of the Lord. Bởi vì Chúa Ngài bảo hãy lấy cái điều này để thử Ngài. He says, right there, he says it. He says, test me. Try, well, in the New King James it says, try me. In the NIV it might say, test me. Let me look it up. Go ahead. Sorry, chapter 3, verse 10 in International Version says, I need glasses. Test me. In New King James, try me. But in the New NIV it says, test me. Chúa ngày 10 chúng ta để thử Chúa trong việc này. He invites us to test him. Vì dĩ nhiên là Chúa Ngài muốn cho chúng ta hiểu rằng Chúa Ngài chứng minh cho chúng ta Ngài luôn luôn giữ lời của Ngài hứa. Because the Lord wants to prove to us that he is faithful and he always keeps to his word. Trời mở ra thì cũng sẽ mở ra những khải tượng và dẫn dắt cũng như sự mặc khải từ nơi Chúa. When the heavens are open, you're also going to see visions and directions and revelations from the Lord. Chúng ta thấy Ezekiel đã kinh nghiệm được sự mặc khải từ nơi Chúa. We see Ezekiel experience revelation from the Lord. Ở trong chương 1 câu 1. In chapter 1 verse 1. Vào năm thứ 30 ngày 1 năm tháng 4. In the 30th year in the 4th month. Khi tôi đang ở giữa những người bị lưu đày bên bờ sông Kebar. That as I was among the captives by the river Chebar. Và các tầng trời mở ra tôi thấy những khải tượng của Đức Chúa Trời. I saw visions of God. Khi trời mở ra chúng ta sẽ thấy khải tượng. Heaven, we're going to see visions. Và đây Chúa Giêsu Ngài đã thấy trời mở ra. We saw Jesus saw open heaven, open khi Ngài cầu nguyện. When he prayed. Và phước hạnh đã bày tỏ. And blessings were given to him. Peter đang cầu nguyện. When Peter was praying. Thì công vụ chương 10 cho chúng ta thấy. Acts chapter 10 verse 11 say. Ông thấy trời mở ra. He saw open heaven. Và có vật gì giống như tấm khăn lớn buộc bốn góc xa xuống đất. And there was an object like a great sheet bound at the four corners. Chúng ta thấy đó là sự mặc khải của Chúa để ông sẽ đến với những người dân ngoại. That is the revelation of the Lord telling him that he was going to go to the Gentiles. Khải quyền chương 4 câu 1. When we look at Revelation chapter 4 verse 1. Sau đó tôi nhìn xem kìa một cánh cửa mở ở trên trời. After these things I looked and behold a door standing open in heaven. Tiếng thứ nhất mà tôi nghe giống như tiếng kèn nói với tôi rằng. Was like a trumpet speaking with me saying. Hãy lên đây ta sẽ cho con thấy những gì phải xảy ra sau này. Come up here and I will show you things which must take place after this. Khi trời mở ra sự mặc khải của Chúa đến. The revelation of the Lord comes. Công vụ chương 7 câu 56. Acts 7:56. Ông nói kìa, tôi thấy các tầng trời mở ra và con người đứng lên phải của Đức Chúa Trời. He said, look, I see the heavens open and the Son of Man standing at the right hand of God. Anh chị em, khi chúng ta có trời mở ra trên đời sống của chúng ta, chúng ta không còn mò mẫm đi trong bóng tối nữa. Mắt của chúng ta được mở, tai của chúng ta được mở ra. Những sự mặc khải Đức Thánh Linh và lời Chúa sẽ tuôn đổ ra từ trời. Khi chúng ta nhờ cậy Chúa, Chúa Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta.
that God will reveal this to us. Khi chúng ta được ở trong kinh nghiệm trời mở ra, whenever we're in that experience or that encounter of having open heaven in our lives, thì chúng ta sẽ được dạy dỗ rất nhanh. Then we're going to receive teaching guidance very quickly. Tôi nhớ năm 1999 khi Chúa thăm viếng, when God first visited VBC, lần đầu tiên chúng ta được ở trong sự hiện diện dày đặc của Chúa. Chỉ trong một tuần lễ đó thôi. In that week alone, chúng tôi học được vô số điều lạ lùng. We studied so much before the Lord. Biết cách để cầu nguyện chữa lành. We immediately the Lord downloaded to us the way to pray for people to speak healing into their lives. Để biết cách để giải cứu những người bị ma quỷ ức hiếp. We immediately learned how to deliver the oppressed. Hiểu những công việc của ân tứ của Đức Thánh Linh. The gifts of the Spirit. Và những gì Chúa ngài muốn làm xuống hội thánh của Chúa. That God wanted to do through His church. Có người nói ở trong sự hiện diện của Chúa một phút bằng 10 năm chúng ta học ở trong trường Kinh Thánh. People have said, there's a person who said that being in the presence of God for one minute is like being in the school of God for 10 years. Nghe một tiếng Chúa phán có thể mở ra sự hiểu biết của chúng ta bằng hàng trăm cuốn sách chúng ta đọc của những thần học gia của đời này. Open up our wisdom and knowledge as if we've read tens and thousands of books. Trời mở ra. Mặt khải của Chúa đến trên chúng ta. Revelation comes. Và cuối cùng trời mở rộng dẫn đến chức vụ của Đức Thánh Linh. And finally, open heavens ushers in the ministry of the Holy Spirit. Chúa Giêsu chịu báp têm. When Jesus Christ was baptized, ngài cầu nguyện. He prayed. Trời mở ra. And open heavens were to him. Và ngài thấy Thánh Linh. And he saw the Holy Spirit. Lấy hình chim bồ câu đáp xuống like trên ngài. Like a dove come upon him. Khi trời mở ra. Whenever there's an open heaven, Đức Thánh Linh sẽ đến trên chúng ta. The Holy Spirit will come upon us. Ngài đem tất cả những gì chúng ta cần. Everything that we need. Và vì công tác của ngài thật là lớn lao và rất cần cho chúng ta. Because the work of God is so great and needed. Những người nam như người nữ cầu nguyện là những người của Thánh Linh. The men and women of God who pray are spirit people. Chúa Thánh Linh là đấng yên ủi. The Holy Spirit is one who comforts. Đấng yên ủi trong tiếng Hy Lạp là Parakletos. And when we talk about comforter in Greek, it's the word Parakletos. Chúng ta biết chữ para. Para means có nghĩa là ở gần, ở bên cạnh. To be close, to be near. Và kletos ở đây là and được mời đến. Kletos means Parakletos có nghĩa là đứng được mời đến để đứng gần chúng ta, để đi cùng, để giúp đỡ chúng ta. Sorry, what does kletos mean? I missed it. Para means close. Mm-hmm. Kletos means to be with. To be with. So when we see here, Parakletos means that the Holy Spirit is close to us. He is with us. Khi ngài đến, ngài là đấng cầu thay cho chúng ta. When he comes, he is our intercessor. Ở trong Roma chương 8 câu 26. When we see that in Romans 8:26. Khi ngài đến thì ngài đứng gần chúng ta. When he comes, the Holy Spirit stands by us. Ngài dạy dỗ, ngài dẫn dắt chúng ta. He teaches us, he guides us. Và đến một cái mức độ. And to the point. Chúng ta thấy hội thánh của Chúa ở trong công vụ chương 15. That we see the church of God in Acts chapter 15, các sứ đồ nói như thế này. That the apostles said this. Theo như Đức Thánh Linh và chúng ta ưng thuận. By the Holy Spirit and us agree. Ngài gần đến như vậy. The Holy Spirit's close in that. Ngài không phải là một đấng ở rất rất xa chúng ta. He's not one who's super far away. Ngài rất gần chúng ta. He's very close to us. Xin Chúa cho để chúng ta mật thiết với Chúa đến độ. So let us be intimate to the Lord to the point. Chúng ta xin ý kiến và sự dẫn dắt của Chúa. We ask the Lord's opinion. Để rồi chúng ta có thể nói như so that we can say sứ đồ Gia Cơ đã nói. As James said. Theo như Đức Thánh Linh và chúng ta ưng thuận. That according to the Holy Spirit in our agreeance. Cảm ơn Chúa vì Ngài đứng gần. We praise God because the Holy Spirit is close to us. Parakletos cũng là đứng làm mạnh sức. Parakletos also means that he's our strengthener. Chúng ta nhớ khi thần của Chúa đến trên Samson. We remember whenever the Spirit of God came over Samson. Mạnh mẽ đến độ ông dùng tay của mình xé con sư tử và như là xé một con dê con. That he was so strong that he used his hands to tear apart the lion. Trong phục vụ chương 34 câu số 7. Xin lỗi, phục truyền. Deuteronomy 34 verse 7. Môi-se qua đời khi ông được 120 tuổi, nhưng mắt của ông không mờ, sức ông không giảm. But his eyes were not blurred and his strength was not weakened. Anh chị em, chúng ta cần sức mới từ nơi Chúa. We need a new strength from the Lord, amen. Cho nên chúng ta hãy đón nhận ở trong ơn của Ngài. So let us receive by the grace of God. Tôi trong nhiều qua bắt gặp chính mình công bố những lời tiêu cực. In the most recent days, I have found myself declaring these things. The negative thing. The negative things. I was a little worried when he said that, so I wasn't sure he. Because he teaches us not to say that, so I didn't want to say that he said that. Và tôi phải sửa chính mình. And I had to correct myself. Không có nói lúc này già yếu. I can no longer say I'm old and weak. Nhưng mà chúng ta tin rằng Chúa có thể thêm sức cho chúng ta. But we believe that God can strengthen us. Amen. Nếu Môi-se 120 tuổi.
As Moses can be 120 years old, nhưng mắt ông không but his mờ, eyes were not blurred, và ông, sức của ông không and giảm. His strength was not weakened. Bởi vì ông đang ở trong sự hiện diện because của he was in the presence of God. Ông bước đi, trời mở ra trên đầu của ông. He, as he walked with the Lord, there was an open heaven above him. Ông được Chúa trò chuyện với ông như God người bạn nói chuyện với bạn as của if mình. He was a friend. Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời sống và đầy our sự sống. God is a living God, full of life. Ông tiếp xúc với Chúa thì sức sống của Chúa đã tràn Moses vào ông. And when Moses would have these conversations with him, the Lord's strength would flow through him. Xin Chúa ban phước trên chúng so ta. May God bless us. Để chúng ta sẽ kinh nghiệm được mức độ so của phước hạnh của Chúa như vậy. That kind of level of blessing in Thì our lives. Chúa, xin lỗi, Thánh Linh đến Ngài cũng biện hộ chúng ta. The Holy Spirit also comes to advocate for us. Ngài cũng đến để trợ giúp chúng ta. And he helps us. Ngài là đấng an ủi chúng ta. He is our counselor, our comforter. Chúng ta có những giây phút ở trong những ngày mà chúng tôi đối diện với những thách thức lớn ở trong đời sống. My brothers and sisters, there have been times when we have faced great challenges. Sự có mặt và sự an ủi của Chúa quá sức tưởng tượng. By the comforting of the Holy Spirit that we survived. Praise the Lord. Ngài là đấng cố vấn và tư vấn chúng ta. He is our go-vấn. Counselor. Is our counselor and our advisor. Advisor. Chúa Ngài có quyền để làm công việc đó. He has the ability to do Ngài that. Là thần chân lý. He is the God of truth. Spirit of truth. Spirit of truth. Ngài có quyền để bày tỏ chúng ta chân lý của and Ngài. He has the ability to give us his truth. Có những vấn đề mà chúng ta there's nhìn vào, chúng ta không biết đâu là sự thật. We're not really sure, okay, is this true or is this a lie? Thánh Linh có thể bày tỏ cho chúng ta. The Holy Spirit can tell us. Tôi thường cầu nguyện với Chúa là I cầu nguyện. I pray this very often. Là Chúa Thánh Linh Ngài là thần chân lý. Holy Spirit, you are a spirit of truth. Trong việc này nhiều người that họ nói this, những ý kiến khác nhau. In this situation there's so many people speaking different opinions. Nhưng mà sự thật là gì? But what is your truth, O Lord? Xin bày tỏ ra cho con. Show it to me. Và Chúa Ngài thành tín để bày and tỏ. God is faithful. He always shows us his truth. Praise the Lord. Cảm ơn Chúa. Đây là những lời khuyên chúng tôi khuyến khích anh chị em. So these are the things that I want to encourage you with. Thứ nhất, hãy trách nhiệm một cách cá nhân về đời sống cầu nguyện của number chúng ta. Number one is to accept personal responsibility for your prayer life. Cầu nguyện phải trở thành một cuộc linh trình cá nhân của chúng ta. Your prayer has to become your own personal adventure, your own personal journey. Chúa muốn dạy chúng ta điều này. God wants to teach us this. Cho nên nếu cho đến giờ phút này, so, up to this time, up to this nếu point anh chị time, em chưa được phước bởi các buổi cầu nguyện, if you've not been blessed by these prayer meetings, bởi vì anh chị em còn theo mô hình cũ, because you are still following the old paradigm, chúng ta nhờ cậy vào trong buổi cầu nguyện. That you are depending upon the actual prayer service. Chúng ta nhờ cậy vào diễn giả. You depend upon the guest speakers. Thì anh chị em đã trật mất cái điều Chúa muốn dạy chúng ta. Then you've missed the point that God wants to teach you. Cuộc phục hưng này Chúa Ngài muốn làm một việc hết sức quan trọng trong cuộc đời của this chúng ta. This revival, God wants to do something very important in your lives. Vì hội thánh của Chúa đã trải qua bao nhiêu thế kỷ. Because the church of God has gone over how many decades and centuries. Chúng ta dựa trên những con người. And we keep depending on a man. Ô diễn giả đầy ơn của Chúa đến. Oh, this guest speaker is so anointed. Chúa muốn tất cả chúng ta. God wants each and every one of us giữ được sự phục hưng. To keep the fire of revival. Bởi vì đây là lối sống của chúng ta. Burning in us because it is the way of life. Amen, anh chị. Every day, amen. Tôi tin rằng đây là sự đáp lời của Chúa cho sự cầu nguyện của chúng ta. I believe that this is an answer to our prayers. Các mục sư thường gãi đầu và đặt câu hỏi là tại sao họ mất nhanh như vậy? Sometimes pastors they'll scratch their head like how is it that they lose what? The anointing. Oh, the anointing. Oh, the pastor themselves ask why is it that I'm losing the anointing so quickly? Oh, they wonder why the children of God, the people come to attend the conference. Anh chị em, my brothers and sisters. Đại hội thì chúng ta cháy ầm ầm, cháy bùng bùng đúng không? It's like we're all on fire for the Lord. Nhưng mà mấy tuần sau, but a few weeks later, biến mất. It's like it disappeared. Chúng ta đi chạy thì chúng ta thấy rằng mạnh mẽ cháy bùng cho Chúa. We feel so strong in the Lord. Vì chúng ta dựa vào trong sự kiện. Because we depend on the event. On the event. Thay vì chúng ta có một lối sống having cầu nguyện a daily prayer life. Đời sống của chúng ta mỗi ngày. A daily prayer life, a way of living every day, praying, talking with the Lord. Chứ đừng bao giờ để đời sống cầu nguyện của chúng ta xoay quanh hành động hay là không hành động của những người lân cận của chúng ta. So never allow your prayer life to revolve around the actions or the inactions of those around you.
Chúng ta đến và chúng ta nghe các anh chị em khác cầu nguyện, chúng ta cũng phấn chấn theo và chúng ta cũng cầu nguyện mạnh mẽ theo. Sometimes we'll get into these groups and we'll hear people praying around us and we want to join in and we pray just like them. Nhưng mà có những ngày chúng ta không nghe nhiều người cầu nguyện. But then there's going to be days that we don't hear a lot of people praying. Thì mức độ cầu nguyện của chúng ta cũng yếu theo. And then even our prayer life also kind of decompresses a bit, just kind of gets softer. Hãy để Thánh Linh huấn luyện anh chị em. So let me train you. Let the Holy Spirit train you. Chúa sẽ giúp đỡ để chúng ta cầu nguyện, dù người kế bên cạnh của chúng ta có cầu nguyện hay không, chúng ta vẫn cầu nguyện. So that you can be the person that no matter if people are praying around you or not, you are still praying. Amen, anh chị em. Hãy nhớ điều này. So remember this. Nếu có ai cầu thay cho chúng ta, if there is somebody interceding for you, thì chỉ nhằm mục đích để khuếch đại và làm mạnh mẽ hơn cái đời sống cầu nguyện của anh chị em. The reason why they're praying for you is to stir up and to increase your strength in your prayer time. Chứ họ không thay thế cho chúng ta trong sự cầu nguyện được. They're not to replace your prayers. Amen, anh chị em. Amen. Chúng tôi sẵn sàng cầu nguyện cho anh chị em. My brothers and sisters, I want to tell you that we are more than ready to pray for you. Và chúng tôi đã chứng minh hơn 25 năm qua. And we have seen with our own eyes over the past 25 years. Sẵn sàng để đứng cầu nguyện với anh chị em that cho đến khi người cuối cùng được cầu nguyện. Until we're willing to be here to pray until the very last person at the altar. Nhưng mà tôi tin rằng Chúa muốn tìm thấy. But I believe that God wants to look and find. Và chúng tôi cũng ao ước điều này xảy ra. Our desire is the same in ministry. Đó là tất cả chúng ta đều có đời sống cầu nguyện mạnh mẽ. It is that each and every person in the house of God would have a strong prayer life. Để rồi khi nói đến sự phục vụ. So that when we talk about serving, thì không phải chỉ có các mục sư có mặt. Just the pastors who are present in the room. Nhưng mà tất cả chúng ta là những người sẵn sàng. That are ready, everybody's ready. Để có thể phục vụ. To serve another. Amen, anh chị em. Amen. Đó là điều Chúa nghe toan định làm. That is what God desires. Anh chị em hãy xây dựng đời sống cầu nguyện một cách mạnh mẽ. Build your prayer life. Để rồi khi chúng tôi trang bị cho anh chị em trường chữa lành lần này. So that whenever we prepare and teach the class or the ministry of healing, thì chúng ta sẽ thấy the school of healing, hội thánh của Chúa chúng ta sẽ mạnh mẽ đem sự chữa lành của Chúa đến cho tất cả mọi người. Then we will see the church of God boldly go out and bring the healing of God to others. Chúa ngài đã bày tỏ Chúa ý định của ngài sẽ làm trong những ngày sắp đến. God has already shared with us his desires for the days to come. Tức là người ta sẽ đến để chờ đến phiên của họ vào đây để được sự chữa lành. Prophetic word after prophetic word has said that there will be a line of people waiting to come into the house of God to receive their healing. Và Chúa cũng sai một thiên sứ của Chúa luôn đứng ở tại đây với chúng ta. Always sends an angel to stand right here. Trên tay cầm một bình dầu màu vàng, bằng vàng. And in the angel's hand is a jar of anointing oil that's made of gold. Sẵn sàng để yểm trợ chúng ta. Ready to support us. Để giúp cho người ta được lành. So that people can be healed. Nhưng mà tại sao chưa thấy đông người chờ đợi để đến phiên của họ vào đây? But why is it? Why is it that we don't see the multitudes lining up to receive healing in the house of God here? Bởi vì Đức Chúa đang chờ đợi chúng ta. Because God is still waiting for us. Amen, anh chị em. Amen. Chúa nhắc đi nhắc lại điều này nhiều lần bởi vì đó là tấm lòng của Chúa. God reminds us of this over and over again because that is the desire of his heart. Một trong những lý do mà chúng ta nghe sứ đồ Chuck Spear đã công bố rằng Chúa ngài sẽ đến Houston này qua người Việt Nam. One of the reasons why we heard the prophet of God Chuck Pierce prophesy that revival would come to the city of Houston through the Vietnamese people. Bởi vì chúng ta là một trong những cái nhóm người đã thắng được con rồng. It's because we are one of the kind of people around the earth that have overcome the dragon, the serpent. Chúa muốn dùng chúng ta. And God wants to use us. Tôi thể nói trên thành phố Houston này. We can say in the city of Houston. Số hội thánh. The number of churches. Tin vào quyền năng chữa lành của Chúa vẫn còn hoạt động ngày hôm nay. That is still working today. Là một điều rất hiếm. Is something very rare. Có những người mới đến với chúng ta. There's some people who have just come to our church. Họ kinh ngạc và đặt câu hỏi là tại sao những điều này không được dạy ở những nơi họ đã từng đi sinh hoạt. They're amazed when they hear the word of the Lord, the teaching of God, and they say, why is it that this teaching isn't taught at all the other churches that I've visited?
Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Chúa chắc chắn sẽ làm việc xuyên qua chúng ta. God is surely going to work through us. Mà chắc chắn là Chúa thương tôi, cho nên Chúa không có để cho tôi phải đứng đây và cầu nguyện cho đến 10 giờ đêm. And so I know that God loves me, so he's training you all to rise up and pray too, because surely he doesn't want me here all night praying for everyone. Mà Chúa muốn tất cả chúng ta tại đây đều là những người sẵn sàng to be ready to pray and distribute the healing power of God. Và cái khải tượng mà Chúa cho chúng ta thấy đó, cho chúng ta thấy rằng nhu cầu rất nhiều. Is that there is a great need out there. Và nhiều người phục vụ như vậy đó mà vẫn còn một hàng dài để người ta chờ đến phiên của họ vào đây để được chữa lành. And even with our entire church ready and trained and willing to enable to be able to distribute the healing power of God, that the multitudes would still be lined up because there's so many who are in need of the healing touch. Lúc tất cả chúng ta đón nhận trời mở ra trên đầu chúng ta. It is when all of us choose to receive the open heaven above our lives. Nhận biết Chúa ngài ban ơn trên chúng ta. And know that God blesses us and anoints us. Và sẵn sàng đứng lên để ready to rise up. Chuyển tải phước của Chúa đến cho những người có nhu cầu. Distribute the healing power, the blessings of God to those in need. Lời khuyên thứ hai đó là hãy quyết tâm duy trì đời sống cầu nguyện một cách không xấu hổ và không hối lỗi. The second thing I want to talk about is that we have to be determined to maintain an unashamed and unapologetic prayer life. Anh chị em, chúng tôi bước những cái bước mà chúng tôi nhiều lúc rất là khó chịu và buồn lắm. My brothers and sisters, there are times in our life when we've walked and it's made us quite uncomfortable. Khi chúng tôi đến nhóm lại những cái buổi nhóm có các mục sư truyền thống. There have been times when we've gone to a meeting or a prayer meeting or a service of and there's traditional believers and pastors there. Thì những người lãnh đạo đến và nói nhỏ với chúng and tôi. And all the leaders would come and speak very quietly to us and say. Cố gắng giữ yên lặng. Try to keep it down. Đừng có năng nổ trong ân tứ quá mà làm cho người khác sợ. Don't move in these in the gifts so much that people get scared. Họ muốn chúng tôi đến để tham dự các buổi nhóm. They want us, they invite us to come to be a part of their meeting, their worship service. Trước khi đến buổi nhóm, but before we get there, thì căn dặn rằng, then they tell us in advance, hãy đóng hộp ân tứ của bạn, đem cất đi. Close up your box of gifts. Chúng ta không thấy điều đó ở trong cuộc đời của Daniel. We don't see that in Daniel's life. Ngay cả khi tính mạng của ông bị đe dọa. Even when his life was threatened. Daniel chương 6 câu 10. Daniel chapter 6 verse 10 says. Khi Daniel được tin rằng chỉ dụ đã được ký thì về nhà, lên một phòng cao nơi có các cửa sổ hướng về Jerusalem. Tại đó mỗi ngày 3 lần ông quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời như vẫn làm từ trước đến nay. Daniel 6:10. Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened towards Jerusalem. Three times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to God just as he had done before. Amen, anh chị em. Amen. Đừng phải hối lỗi hay là xấu hổ về đời sống cầu nguyện của chúng ta. Don't apologize for your prayer life. Don't be embarrassed about it. Hãy mạnh mẽ. Be bold, be strong, be courageous. Kẻ thù muốn bịt miệng chúng ta. Because the enemy wants to silence us. Không muốn chúng ta cầu nguyện. And doesn't want us to pray. Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện. Because when we pray. Trời mở ra. There's an open heaven. Thì phước hạnh sẽ đến. And the blessing will come. Thì công việc của chúng nó sẽ bị phá hủy. And the enemy's work is going to be destroyed. Cho nên mắc mưu nó. So don't succumb to the enemy. Amen, anh chị em. Amen. Cũng đừng xấu hổ về Chúa của chúng ta. And don't be embarrassed of our God. Đừng xấu hổ về công việc của Đức Thánh Linh. Don't be embarrassed of the work of the Holy Spirit. Samuel chương 2 câu 30 phần B cho chúng ta một điều mà chính Đức Chúa Trời phán. 1 Samuel chapter 2 verse 30, the second half of it. Vì ai coi trọng ta sẽ được ta coi trọng. Còn ai coi thường ta, tất cả sẽ bị coi thường. First Samuel 2:30b. Oh, those who honor me, I will honor, but those who despise me will be disdained. Anh chị em có thấy vấn đề này không? Do you see it? Chứ đừng xấu hổ về Chúa. So don't be embarrassed of God. Hãy tôn trọng Đức Thánh Linh. Honor the Holy Spirit. Dĩ nhiên chúng ta không sử dụng ân tứ và làm cho người khác vấp phạm. Of course, we don't use the gifts of the Spirit to cause another to stumble. Nhưng mà chúng ta không hổ thẹn về Ngài. But we can't be embarrassed or ashamed of Him. Nếu là ân tứ là sự ban cho thiêng liêng từ nơi Chúa. And if it's a gift, a divine gift from God, thì nó phải là điều
then quý giá trong cuộc đời của chúng ta. Valued and treasured in our life. Amen? Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Thứ ba là hãy quyết tâm đầu tư thật chắc chắn vào sự cầu nguyện. The third is to determine to make very solid prayer investments in every worthwhile venture of life. Vì không có một điều gì trong đời sống của chúng ta mạnh mẽ cho bằng nó được sanh ra bởi sự cầu nguyện, được duy trì bởi sự cầu nguyện và sẽ kết thúc trong sự cầu nguyện. Because there's nothing as glorious, as beautiful in our lives as something that has been birthed out of prayer, something that has been nurtured and grown through prayer and then is fruitful in prayer. Bất cứ điều gì có giá trị hay bao phủ nó bằng sự cầu nguyện. Whatever is value, you have to cover it in prayer. Nếu gia đình là điều quan trọng trong đời sống của chúng If ta. If your family is important in your life, hãy dầm thấm gia đình của mình, bao phủ gia đình của mình bằng sự cầu nguyện. Submerge your family, cover your family in prayer. Nếu con cái chúng ta If là giá trị trước mặt chúng ta. Are valued to you, hãy dầm thấm đời sống chúng nó, bao phủ đời sống của nó bằng sự cầu nguyện của chúng ta. Submerge their lives, cover their lives in prayer. Amen. 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 Nếu hôn nhân của chúng ta là If quan trọng. If your marriage is important to you, hãy cầu nguyện cho hôn nhân của mình. Then pray for your marriage. Khen Chúa. Praise the Lord. Và bất cứ điều gì có giá trị hay ấp ủ nó trong lời cầu nguyện. So whatever has worth, whatever has value, cover it in prayer. Cầu nguyện ngày và đêm cho những điều có giá trị. Day and night for those things that you hold, that you cherish in your life. Xin Chúa cho con luôn luôn kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài, Lord, không bị gián đoạn. Always allow me to experience your manifest presence. Vì sự hiện diện của Chúa là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của con. Is the most important thing in my life. Có Chúa con có tất cả. Because with you, if I have you, God, I have everything. Không có Ngài con không có chi trên đời này. If I don't have you, I have nothing. Amen. Amen. Ấp ủ nó trong lời cầu nguyện của chúng ta. So pray. Trò chuyện với Chúa. Speak to God. Cầu nguyện không thôi. Talk to him. Pray endlessly. Đó là điều mà Chúa ngài muốn chúng ta cầu nguyện như vậy. That is how God wants us to pray. Ngợi khen Chúa. Praise the Lord. Anh chị em được phước không? Are you blessed? Xin Chúa ngài ban ơn trên chúng ta. See, may God bless us with his đến với word. Chúa trong thời giờ này và Let's tôi công bố to the Lord and I declare những lời tiên tri này. These prophetic declarations. Và nếu nó chạm đến lòng của anh chị em, heart, hãy nói rằng con nhận lời tiên tri này và chúng ta lớn tiếng say, I receive it, Lord, by saying amen. Trong danh Đức Chúa Jesus, mọi linh gây câm điếc thuộc linh đều bị bắt giữ và cột trói kể từ ngày hôm nay. In Jesus name, every spirit of spiritual deafness and dumbness, we bind you, we arrest you in Jesus name. Amen. Amen. Chúng ta sẽ không còn chấp nhận tình trạng câm điếc thuộc linh nữa. We will no longer accept being deaf and dumb spiritually. Tai của chúng ta sẽ nghe một cách rõ ràng từ sự dẫn dắt của Chúa. The guidance of the Lord. Môi của chúng ta, miệng của chúng ta sẽ công bố lời của Chúa. The declarations, the word of God. Chúng ta không còn là những người yên lặng nữa. We're no longer going to be silent. Mà sẽ là những con người cầu nguyện. We're going to be a people of prayer. Và những con người công bố ý định của Đức Chúa Trời. The desires of God. Chân lý của Ngài. The truth of God. Những điều bạn cần thấy và nghe, bạn sẽ thấy và nghe chúng trong những ngày này. In Jesus' name, the things that you need to see and hear, you shall see and you shall hear them. Amen? Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Mặc dù còn ít người, nhưng mà xin Chúa ngài nghe và xin Chúa ngài làm lớn. Lời đề điều cũng rất là quan trọng mà tôi công bố ra trong thời giờ này. And this is very important and I declare it right now. Lần cuối cùng bạn làm việc và hành động một cách bất cẩn sẽ là lần cuối cùng. Ân điển để được tính toán và chiến lược được ban cho bạn ngay bây giờ để bạn sẽ sống trong sự dẫn dắt của Chúa. In Jesus' name, the last time you operated carelessly shall be the last. The grace to be calculated and strategic is released upon you now. Bởi vì đêm đã khuya và ngày hậu đến. Because the night is late and the day is coming. Ngày Chúa Giêsu trở lại the rất gần. The day of Jesus' return is very close. Ngày mà thế giới này sẽ có 1/3 dân số trên thế giới chết trong chiến tranh. When 1/3 of the global population will die in war is coming. Chúng ta không thể nào sống một cách bất cẩn nữa. We can no longer live carelessly. Chúng ta không thể là những người đừng bà bất cẩn làm mất đồng tiền quý giá của mình. We can no longer be women who are careless and lost the coin. Lose our coin.
Nếu chúng ta sẽ là những người giữ đầy đủ tất cả những gì Chúa ngài ban cho trong đời sống của chúng ta. Chị em đừng để bất cứ một hành động và những công việc nào của chúng ta đến từ sự bất cẩn của chúng ta. My brothers and sisters, don't let any work that we do come out of carelessness. Vì Thánh Linh của Chúa dẫn dắt. Because the Holy Spirit guides us. Và khi ngài dẫn dắt thì and không thể sai được. Us, it can't be wrong. Hãy nhờ cậy ngài. So depend on the Lord. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Sẽ có những cuộc gặp gỡ về những chiếc chim bao mặc khải đến trong các giấc mơ ban đêm của anh chị em. And in Jesus' name, there's going to be revelation, encounters, and dreams through the nights. Sẽ có mặt hoạt động mạnh mẽ của thiên sứ của Chúa trong đời sống của anh chị em. And there's going to be angels actively working in your life. Amen. Rồi sẽ sớm một Chúa Nhật gần đây chúng ta sẽ nghe. And very in a Sunday very near. Khi chúng ta ngợi khen thờ phượng Chúa, to hear as we praise and worship God, thì các đội ngũ ca hát của thiên sứ sẽ đến. Army, the team of angels are going to come. Chúng ta sẽ nghe họ hát với chúng ta. Hear them singing and praising God. Bởi vì họ được hấp dẫn đến những nơi thờ phượng Đức Chúa Trời. Because they will come to places that the Lord is pleased with worship. Amen, anh chị. Amen. Ngay trong thời giờ này, so now, right now, tôi công bố bất cứ điều gì Chúa không đặt trong cơ thể của anh chị em sẽ bị đào thải ra khỏi thân thể anh chị em ngay bây giờ. Whatever is not planted in your body by God, it has to be removed now. Nếu Môi-se 120 tuổi mắt không làng, chân không yếu. And so if Moses at 120 years old, his vision was not blurred and his feet were never weary. Nếu cả nước Israel, if all of Israel qua bữa ăn lễ vượt qua, one meal at the Passover, tất cả đều được chữa lành. That all were healed, thì chúng ta trong huyết của Đức Giê-xu và bởi những lần đòn mà Chúa ngài đã gánh chịu, chúng ta phải là những người sống trong sức khỏe thiên thượng. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. 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 Xin Chúa ngài ban ơn. May God bless us. Để tất cả chúng ta. So that all. Bởi lời cầu nguyện. By our prayers. Bởi đời sống cầu nguyện của chúng ta. By a life of prayer. Khi chúng ta cầu nguyện. That when we pray to God. Trời mở ra. That there's an open heaven. Thánh Linh của Chúa ngự xuống. The Holy Spirit would come. Ngài mang tất cả sự giúp đỡ của thiên đàng. Every resource that we need. Thiên sứ sẽ có mặt. That angels will be present. Để đem lời cầu nguyện của chúng ta lên cho Chúa. To bring our prayers up and present them before the Lord. Và đem sự trả lời của Chúa xuống cho chúng ta. And bring the answers of the Lord down to us. Cho đời sống chúng ta đi đâu. Our lives, no matter where we go, no matter what we do. Trời luôn mở ra trên cuộc đời của chúng ta. There's an open heaven above us. Amen, anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Praise the Lord. Xin Chúa ngài ban phước trên chúng ta trong thời gian này. Each and every one of us. Xin mời anh chị em chúng ta cùng đứng lên. You to rise to your feet. Hãy nói với Chúa rằng con cảm ơn Chúa vì lời của ngài. Tell the Lord, God, I thank you for your word. I thank you for your đem teaching. Đem lại sự mặc khải trong tâm lòng của revelation con. In my spirit. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Cảm ơn Chúa vì trong sự sức dầu của ngài. I praise you, Lord God, because in your anointing. Là sự hiện diện của Chúa. There is your presence. Và trời đang mở ra trên hội thánh của ngài. Heaven above your church. Mà chúng con được dạy dỗ những lẽ thật này. And we taught these truths, oh God. Chúng con trân quý nó. And we value them, we treasure them, Lord. Xin giúp đỡ để chúng con không đi lùi. So help us, oh God, to not trở lại truyền thống của giáo hội của con người. Never go back to the traditional ways of religion. Để chúng con sẽ đi trong sự dẫn dắt của Chúa. That we will go by your guidance every day by your Spirit. Lạy Thánh Linh xin giúp đỡ. Holy Spirit help us. Để kể từ ngày hôm nay. So that from this day forward. Đời sống cầu nguyện của mỗi anh chị em chúng con. Lives sẽ tác động đến trời mở ra trên cuộc đời của chúng con. So powerful that it will cause the heavens to open up above us. Cảm ơn Cha vì tâm lòng của ngài. We thank you, Father God, for your heart. Muốn mở trời ra trên cuộc đời của chúng con. You desire to have an open heaven above us. Cảm ơn Cha vì ngài đáp lời cầu nguyện của hội thánh. Because you respond to the prayers of your church. Để bây giờ chúng con được trời mở ra trên hội thánh. And now we have an open heaven above us, the church body. Xin tiếp tục mặc khải. Continue, Lord God, to reveal. Dạy dỗ chúng con. And teach us. Trang bị chúng con. Prepare us. Để chúng con trở nên hiệu quả. So that we can become effective. Trở nên những người thu hoạch. To become a harvesters of souls. Cho mùa thu hoạch lớn cuối cùng này. For the greatest harvest that the world will ever see. Chúng con cảm ơn ngài. Thank you, Lord. Chúng con chúc tụng Chúa. And we praise you, God. Thánh Linh xin làm công việc siêu nhiên của ngài. Holy Spirit, come and do your supernatural work. Đem lời ngày hôm nay là lời mặc khải từ Chúa. Let this word be revelation from the Lord. Ngài niêm phong trong lòng tâm lòng của chúng and con. And that you would imprint it, seal it upon our hearts. Để không ai trong chúng con quên. None of us will forget your truth.
để chúng con sẽ bước đi trong ơn của Ngài. And we'll walk in your mercy and your grace and favor. Để luôn kinh nghiệm trời mở ra trên cuộc đời của chúng con. Open heaven in our lives. Chúng con cảm ơn Ngài. We thank you, Lord. Mở vực từ thiên đàng. Open up heavens, oh God. Đổ mưa của Thánh Linh xuống. Pour out your rain. Để chúng con nghe tiếng mưa lớn đang đến. Because we hear the sound of abundant rain. It's coming, oh God. Cảm ơn Chúa. Thank you, Lord. Để chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. In Jesus' name. Amen. 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 Cảm ơn Chúa cho bằng phước trên mỗi thánh nó cảm ơn. God bless you, church. God bless you. Xin Chúa nhảy ban ơn trên mỗi cuộc đời của chúng ta. May God bless each and every one of our lives. Và cho khi chúng ta nhóm nhau lại. We gather together. Trời mở rộng hơn. Open heaven even greater. Khi hội thánh của Chúa hiệp lại với nhau. Và không có một điều gì không thể xảy ra. Nothing is impossible for the Lord. Vì trời mở rộng trên hội thánh của Chúa. Open heaven. Hallelujah. Hallelujah. Chúa ban phước. Hallelujah. God bless you. Gặp lại anh chị em trong ơn của Chúa. And we'll see you later. Cho tôi được phép cầu nguyện cảm tạ Chúa cho bữa ăn rồi if chúng ta dùng bữa. If you'll give me the privilege to be able to pray for the meal, then we'll go out and share in a fellowship meal together. Chúng con tạ ơn Chúa vì phước hạnh buổi tối hôm nay. Blessing of tonight. Chúng con giờ này cũng bước vào trong thời giờ thông cộng. Chúng con xin mời Chúa mở trời và đến với chúng con. And allow there to be an open heaven above us. Đi qua đi lại giữa chúng con. Be in the midst of us in our conversations. Khích lệ động viên chúng con. To encourage us, oh God. Qua những lời làm chứng của nhau. Through the testimonies về công việc Chúa làm. Of what you're doing in our lives. Chúng con ngợi khen Ngài. We praise you, God. Ban phước trên các bàn tay đã chuẩn bị. The hands that have prepared this food. Để chúng con có cơ hội dùng bữa chung với nhau. And thank you, Lord, for the opportunity to be able to share a meal together. Xin ban phước trên anh chị em chúng con cách bless my brothers and sisters abundantly, Lord. Vì công khó của họ trong Chúa không phải là vô ích. Because their labor is not in vain. Chúng con ngợi khen Ngài. We thank you, Lord. Và chúng con cầu nguyện. And we pray all these things in Jesus' name. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Gặp lại anh chị em ở phía trước để chúng ta dùng bữa chung với nhau. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh. Nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.